Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào hứa ra. Ngày hôm trước, tiêu giác cam đoan rằng lần sau sẽ mang Hỏa Yến đi cùng trong buổi cung Yến, khiến Hỏa Yến ngủ rất ngon đêm đó. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, như thường lệ không thấy tiêu giác, chỉ có bạch quả ngồi trong sân chờ nàng thức dậy dùng bữa. Ở đời trước, Hòa Yến đã quen dậy sớm, nhưng giờ lại ngủ đến khi mặt trời lên cao, để một cô bé phải chờ mình thật không tiện. Nàng hỏi Bạch Quả. Bạch Quả, nhị thiếu gia của ngươi có nói đi đâu không? Bạch Quả lắc đầu. Hòa công tử đang tìm nhị thiếu gia có việc gấp à? Hòa Yến cười nhẹ. Chỉ hỏi thuận miệng thôi. Nhưng trong lòng nàng thấy kỳ lạ, từ khi trở về kinh thành, tiêu giác có vẻ rất bận rộn, không biết đang bận việc gì. Tuy nhiên, nàng không nghĩ nhiều, hôm nay còn có việc khác cần làm. Hỏa Yến chào bạch quả, rồi thay y phục và ra khỏi nhà. Nàng không gọi xe ngựa, chỉ đội mũ và đi bộ trên phố. Đến trước nhà họ hứa, nàng có thể nhắm mắt mà đi qua, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng lớn. Hỏa Yến đứng trước cửa, nhìn vào phủ đệ phía trước. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này trông hẹp hơn, hẹp như không thể chứa nổi tham vọng của con người, hẹp như một cái quan tài, như muốn chôn sống nàng trong đó. Hỏa Yến từng nghĩ, thời gian qua lâu như vậy, nàng đã bình tĩnh lại. Nhưng khi đứng ở đây, lòng nàng không thể bình tĩnh. Chính tại nơi này, nàng bị Hạ Uyển như ép xuống một ao nước lạnh, không còn nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Trước cửa, một gã sai vật đang quét dọn, hứa chi hằng là người kỹ tính, nhà cửa luôn phải sạch sẽ. Hắn không thích vết bẩn, cũng như không thích vết sẹo trên da thịt phụ nữ. Hỏa Yến tiến tới trước, nói. Tiểu ca, ta muốn hỏi thăm người gã sai vặt ngừng quét, nhìn về phía Hỏa Yến, hỏi. Ngươi là, ta được người ủy thác đến hỏi thăm. Hỏa Yến nói nhỏ. Ở Quy Phủ, có người nào tên Hạ Uyển như Di Nương không? Nghe vậy, sắc mặt gã sai vặt biến sắc. Ngươi. Sau một khắc, hắn cảm thấy trong tay mình có thêm một vật nặng, cúi đầu nhìn, đó là một thỏi bạc. Gã sai vặt nuốt nước miếng, vô thức nhét bạc vào tay áo, nhìn quanh quất, rồi nói nhỏ. Công tử, ngươi đi đến ngõ nhỏ phía trước, dưới tảng cây hòe chờ ta nơi này không tiện nói chuyện hỏa yến gật đầu hiểu rồi tiểu ca nhất định đến nếu có thể tìm được người này giúp ta nàng mỉm cười không thể thiếu phần thưởng cho tiểu ca gã sai vặt vui mừng tự nhiên tự nhiên hỏa yến không nói nhiều với hắn như gã sai vặt này lo lắng nơi này thật sự không phải nơi để nói chuyện hôn chi với mối quan hệ giữa hứa chi hằng và hòa như phi khó tránh khỏi bên ngoài không có người của hòa như phi nàng cúi thấp mũ đi đến ngõ nhỏ dưới tàng cây hòe chờ đợi an tâm hỏa yến cũng không sợ gã sai vặt kia sẽ cầm bạc mà không làm việc mặc dù hứa ra cũng là nhà quan nhưng đối với hạ nhân không hào phóng có lẽ vì hứa chi hằng vốn là hàn lâm học sĩ muốn tiêu tiền vào việc trang trí nhà cửa như tòa nhà lợp ngói hứa phu nhân lại quen nói nếu đối xử quá tốt với hạ nhân sẽ khiến họ nảy sinh ý đồ xấu phải biết rằng một nắm gạo ân một đấu gạo thù giữa hạ nhân và chủ tử không thể quá gần gũi vì ở quân doanh nhiều năm hòa yến không có nhiều ý kiến về mối quan hệ giữa hạ nhân và chủ tử luôn cảm thấy con người là con người cao thấp quý tiện chỉ là do số phận vì thế khi mới đến hứa ra khi mắt còn chưa mù nàng rất hào phóng khi đó hạ nhân hứa ra rất sẵn lòng nghe theo lệnh nàng cũng vì điều này hỏa yến nhiều lần bị hạ uyển như tố cáo với hứa chi hằng chủ tử như thế nào tất nhiên sẽ có hạ nhân như thế ấy hứa chi hằng là người vì lợi ích có thể cùng người ngoài mưu hại vợ mình nên hạ nhân trong phủ hắn tất nhiên cũng hám lợi mượn gió bẻ măng quả nhiên sau hai nén nhang có người lén lút vào viện tử chính là gã sai vặt vừa rồi hỏa yến nói tiểu ca gần đây có quán trà chúng ta vào đó nói chuyện gã sai vặt gật đầu đồng ý hỏa yến vào quán trà gọi một hũ trà ngon và mấy đĩa điểm tâm tinh xảo rất hào phóng khiến gã sai vặt trước mặt không khỏi thầm nghĩ thiếu ra nhà nào mà giàu có như vậy tiểu ca tên là gì hỏa yến đẩy chén trà về phía hắn công tử gọi tôi là phúc vượng là được hỏa yến không cười mũ giọng nhẹ nhàng phúc vượng ta vừa hỏi người tên hạ uyển như di nương bây giờ còn ở quý phủ không phúc vượng lộ vẻ khó xử công tử không giấu gì ngài quý phủ thật có hạ di nương, nhưng một năm trước, vì trộm tài vật của phu nhân mang ra ngoài bán, bị đại thiếu gia phạt, sau đó bệnh nặng mà chết. Hỏa Yến, thì ra là vậy. Trong lòng nàng không suy nghĩ gì thêm, một năm trước, cũng chính là không lâu sau khi nàng chết, Hạ Uyển Như bị hứa chi hằng xử lý. Thật ra nàng đã từng nhắc nhở Hạ Uyển Như, hứa chi hằng có thể giết nàng để giữ bí mật, cũng có thể giết Hạ Uyển Như. Công tử tìm Hạ Di Nương là, gã sai vật đánh giá Hỏa Yến, nhưng mũ che mặt, không thấy rõ dung mạo người này, chỉ mơ hồ cảm thấy rất trẻ tuổi. Ta là bạn chơi thời nhỏ của Hạ Di Nương, nhưng đi qua không ở Sóc Kinh. Hỏa Yến thở dài, bao năm không gặp, vốn định đến thăm nàng, không ngờ. Phúc Vượng trong lòng bừng tỉnh nói gì bạn chơi thời nhỏ, sợ không phải có ý với Hạ Huyền Như, hoặc từng là tình lang. Dù chưa từng thấy, nhưng cũng nghe nói Hạ Di Nương xinh đẹp quyến rũ, khiến thiếu gia nhà mình say mê, quên cả đại nãi nãi tiểu thiếp phạm sai lầm sẽ không được chôn ở mộ gia tộc hứa. Hỏa Yến nói, nàng được chôn ở đâu, nếu có thể, ta muốn mang nàng đi. Công tử, hạ di nương khi chết vì bệnh, bị cuốn chiếu, ném ra bãi tha ma. Phúc Vượng khó khăn nói, bây giờ, e rằng không còn tìm thấy thi cốt. Hỏa Yến trong lòng cười lạnh, hứa chi hằng trước kia rất yêu thương hạ huyền như, nàng từng ngưỡng mộ, bây giờ mới thấy hắn là người lạnh lùng vô tình đến cực điểm. Đối với mình, có thể nói hắn không yêu nên mới ác độc, nhưng đối với Hạ Huyền Như, dù đã từng yêu thương, cũng không hơn gì. Phúc Vượng thấy nam tử trước mặt trầm mặc không nói, thầm nghĩ thật là một người si tình, đã lập gia đình mà còn nhớ mãi không quên. Hỏa Yến ngẩng đầu hỏi hắn. Vậy thì nữ thân cận của Hạ Di Nương đâu? Nếu còn, ta muốn dẫn họ đi. Những năm qua ta bỏ lỡ nhiều chuyện, có lẽ họ có thể kể cho ta nghe. Công tử, sau khi Hạ Di Nương qua đời, thì nữ thân cận của nàng đã rời khỏi phủ Phúc Vượng nói, hỏa yến mỉm cười Còn những người khác trong viện đó thì sao? Phúc Vượng sướng sờ, hắn mới vào phủ năm nay Khi vào, hứa ra còn tuyển một nhóm lớn gã sai vặt và nha hoàn Lúc đó, các bạn đồng hành còn ngạc nhiên Nói rằng, loại gia đình lớn như vậy trước kia đã không thiếu nha hoàn và gã sai vặt Đột nhiên tuyển nhiều người như vậy, hoặc là trong phòng cưới cô dâu cần người hoặc là trong nhà có chuyện gì trước kia người không còn hứa đại gia đúng là cưới cô dâu nhưng cưới là đường muội của phi hồng tướng quân đại nãi nãi vào cửa mang theo đủ hạ nhân những hạ nhân này không đến viện tử đại nãi nãi hầu hạ như vậy chính là đã bị xử lý nên trước kia không còn người cái gọi là không còn ở đây thật ra là đã chết phúc vượng không ngốc ngược lại trong nhóm gã sai vặt ở đây hắn là nhanh nhạy nhất nhưng vẫn chỉ có thể làm người gác nên thường than phiền về số phận bất công. Lúc này, từ lời nam tử xa lạ này, hắn thấy được một phần băng sơn. Loại bí mật này, biết càng nhiều càng dễ chết, nhưng cũng dễ thay đổi vận mệnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không có nguy hiểm, làm sao có phú quý. Hỏa Yến thấy trong mắt gã sai vật này toát ra khát vọng, liền nhẹ nhàng vung thêm một chút. Phúc Vượng, ta thấy ngươi rất cơ trí, đại gia nhà ngươi đối đãi ngươi ra sao? Phúc Vượng khẽ giật mình, sau một lúc mới nói đại gia không để ý đến tiểu nhân vậy thật đáng tiếc hòa yến cười ngươi như vậy mà không được trọng dụng nếu là ta chắc chắn sẽ dùng ngươi tốt phúc vượng có chút kích động có những lời chỉ cần chạm đến là đủ không cần nói nhiều hòa yến lấy ra một thỏi bạc từ tay áo đặt lên bàn hôm nay ta biết được nhiều tin tức cảm ơn ngươi nhưng nếu ngươi có thể giúp ta nghe ngóng thêm ví dụ như thị nữ của Hạ di nương hoặc những hạ nhân khác còn ở đây ngươi sẽ được nhiều hơn thế này còn nữa nàng dặn dò làm những chuyện này cẩn thận nhiều hạ nhân đã rời phủ hứa ra chủ tử rất khắc nghiệt không cẩn thận ngươi cũng có thể rời phủ thật đáng tiếc phúc vượng nhìn công tử trước mặt đã tâm thần bất định lại hương phấn hắn bất an hỏi nhưng làm sao tìm công tử ca đã cắn câu hỏa yến mỉm cười khi nào rảnh ta sẽ tới đây ngồi nếu ngươi có chuyện cần tìm ta có thể đến đây, không chắc lúc nào, nhưng ta sẽ đến. Nói xong, nàng đứng dậy rời phòng trà, để lại gã sai vặt ngồi một mình trước bàn, vẻ mặt biến hóa khó lường. Vừa ra khỏi cửa, nụ cười của Hòa Yến liền nhạt đi. Trước khi liên lạc với Phúc Phượng, Hòa Yến đã quan sát hạ nhân ra vào trước cửa hứa ra, thấy phần lớn là gương mặt lạ, khi nàng mới đến hứa ra, những người đó hầu như đã không còn. Điều này rất tự nhiên, hứa chi hằng muốn nhổ cỏ tận gốc, những hạ nhân đó không thể ở lại hỏa yến không nghĩ sẽ tìm được người sống nhân chứng có lẽ đã bị hứa chi hằng hủy diệt nhưng nàng cần phúc vượng dạng gã sai vật này trong hứa ra làm việc cho nàng giấy không thể gói được lừa làm việc kiểu gì cũng sẽ có dấu vết không phải nhân chứng nhưng chỉ cần một chút vật chứng như hạ huyền như từng để lại thứ gì đó một ngày nào đó có thể trở thành vật chứng không ai phát hiện phúc vượng có thể thu thập tình báo cho nàng nếu bị phát hiện hứa chi hằng sẽ khẩn trương khi khẩn trương làm việc luôn có trăm ngàn chỗ hở người trong lòng có quỷ đi dưới ánh mặt trời cũng nghi ngờ bóng dáng là ác quỷ đến báo thù phúc phượng là người nhanh nhạy có dã tâm thế là đủ giống như trước kia hòa như phi phái đinh nhất đến hại nàng hứa chi hằng thờ ơ lạnh nhạt với người bên gối họ lợi dụng người bên cạnh nàng để đối phó nàng nàng sẽ trả lại toàn bộ ác mộng của hứa chi hằng và hòa như phi vừa mới bắt đầu khi hỏa yến trở lại tiêu ra trời đã gần tối vừa vào tới viện nghe thấy bạch mộ vi và tiêu cảnh đang nói chuyện tiêu cảnh nói ngươi không cần làm nhiều như vậy làm một cái cho hoài cần cũng đủ rồi bạch mộ vi có chút trách móc ngươi nói gì vậy những túi thơm này nha hoàn thêu ta chỉ nhét một chút hương thảo thôi không mất công sức hỏa yến dừng bước cúi chào họ tiêu công tử thiếu phu nhân hòa công tử bạch mộ vi cười nói ngươi tới vừa vặn ta vừa định nhờ người đưa túi thơm cho ngươi. Nàng nhận từ tay tiểu tỷ hai cái túi thơm, đưa cho Hỏa Yến. Một cái là của ngươi, một cái là của Hoài Cẩn. Hỏa Yến nhận và nhìn qua, túi thơm được làm rất tinh xảo, một cái lót đen thêu bạc mãng, hoa văn lộng lẫy, một cái là hoa văn cắt tường đơn giản, chắc là của nàng. Gần đến Trung Thu, ta gọi nha hoàn làm một ít túi thơm, bên trong có hương thảo và bình an phù, ngươi và Hoài Cẩn thường xuyên ra ngoài, mang theo trên người cũng tốt nàng cười nói hòa công tử đừng chê nhé hỏa yến không ngờ nàng cũng có một cái rất ngạc nhiên không chê đâu thật cảm ơn thiếu phu nhân ngươi là bằng hữu của hoài cẩn không cần khách sáo như vậy tiêu cảnh nói với giọng ấm áp hòa yến gật đầu với tiện ý đầy tràn từ phu phụ tiêu ra nàng luôn không biết làm thế nào đúng rồi sau ba ngày quý phủ muốn thiết yến bạch mộ vi có chút xấu hổ trước đây ta có nói với hòa công tử yến hội do ta chủ trì, sẽ có nhiều phu nhân tiểu thư tham dự. Hòa công tử có rảnh không, nếu không bận gì, ở lại quý phủ cũng tốt. Hòa yến, đây là để chọn vợ cho tiêu giác, sao lại có liên quan đến nàng? Hòa yến vội vàng đáp lời rồi chuồn mất, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của hòa yến, bạch mộ vi ngạc nhiên nói. Hòa công tử vừa nghe đến cô nương sao lại sợ hãi như vậy. Dù còn trẻ, nhưng cũng không phải không thể đính hôn. Có phải ở cùng hoài cần lâu, cũng định sống cô độc suốt đời không? Tiêu cảnh mỉm cười. Hoài cần đối xử với hắn rất tốt. Đúng vậy. Bạch mộ vi gật đầu. Từ khi nàng gả vào cửa, dù biết tiêu giác không phải người xấu, nhưng thật sự không phải người thích bộc lộ tình cảm. Nhưng đối với hòa công tử trẻ tuổi này, có thể nói rất thẳng thắn bao che khuyết điểm. Có bằng hữu là điều tốt. Tiêu cảnh vui mừng. Ít nhất, nhiều chuyện, hắn có thể cùng người thương lượng. Dưới ngọn đèn, Hoa Yến nằm sấp trên bàn, nhìn túi thơm quấn trên ngón tay bạch mộ vi đưa cho nàng hai cái muốn nàng đem một cái cho tiêu giác túi thơm của tiêu giác rất xinh đẹp hỏa yến quấn dây đỏ trên ngón tay lòng thở dài nhà hoàn tiêu gia làm nữ công tốt như vậy thực khiến người hổ thẹn hỏa yến đương nhiên không biết nữ công khi mới đến hứa gia hạ uyển như thường làm giày và may áo cho hứa chi hằng hỏa yến chịu được mấy đêm mới làm được một khăn tay vuông khăn tay định theo uyên ương nghịch nước hứa chi hằng nhìn lâu mới hỏi. Đây là con vịt. Hỏa Yến bị đà kích lớn, hứa chi hằng cười ha ha, sau đó nhận khăn tay nhưng không dùng. Hỏa Yến không phải không hiểu, hắn là quan triều, nếu xuất hiện với khăn thêu con vịt, sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo. Nhưng về sau, khi phát hiện khăn tay vò nát, ố vàng trong ngăn kéo của hứa chi hằng, nhớ lại những đêm thức khuya thêu, nàng vẫn cảm thấy ủy khuất. Nàng luôn học những thứ nam tử muốn học, cầm kỳ thư hỏa, hoàn toàn không biết nữ công theo thùa, khi phải làm việc như nữ tử tầm thường, liền cảm thấy không biết làm thế nào. Trên bàn còn có một cái giỏ nhỏ, trong đó có kim khâu và kéo bạc, chắc là hạ nhân dùng làm việc. Hỏa Yến cầm lấy chiếc kéo bạc, kéo rất tinh xảo đôi tay nàng quen cầm kiếm, đau, thương, nhưng một chiếc kéo lại thấy rất nặng. Thật ra, Hỏa Yến không phải hoàn toàn không biết theo thùa. Dù sao trong quân doanh những năm đó, y phục chỉ có hai bộ, khó tránh khỏi rách dưới khi rách các huynh đệ tùy tiện tìm vài hoặc cái gì đó vá lỗ rách nhưng tay nghề nam nhân không bằng nữ nhân chỉ có thể nói là may vá thực sự không đẹp mắt đôi khi một bộ y phục nhiều miếng vá trông còn không bằng ăn mày đầu đường hỏa yến từng khêu đèn may vá nhưng đó là chuyện đời trước hai cái túi thơm đặt trước mặt túi thơm của tiêu giác hoa lệ hơn túi thơm của hỏa yến bình thường hơn nàng nhéo nhẹ bên trong xẹp lờ mờ cảm nhận một tờ giấy hình tam giác và một ít dược thảo hỏa yến suy nghĩ lấy kim khâu từ giỏ gỗ ra ngọn đèn dầu sắp cháy hết hỏa yến duỗi lưng đứng dậy đã nửa đêm nàng xoa xoa đầu ngón tay chảy máu khẽ thở dài thì ra hòa đại tiểu thư theo thùa không có gì đặc biệt kiếp trước và kiếp này đối với nữ công nàng thực sự không có thiên phú hỏa yến cười tắt đèn bên sập ngoài cửa sổ ánh trăng yếu ớt chiếu sáng một góc trước bàn trên bàn hai cái túi thơm nằm song song nhìn không khác gì so với trước trong phủ trầm ở kinh thành đèn lồng trong phòng trầm mộ tuyết vẫn sáng hạ nhân trong viện đều đã ngủ nhưng trầm mộ tuyết không buồn ngủ nằm thẳng trên giường nhìn qua màn bốn góc có túi thơm mà xuất thần trở lại sóc kinh mấy ngày tiêu giác chắc cũng biết lần này nàng không đi tiêu phủ nhưng tiêu giác cũng không có động thái gì nhưng đại thiếu phu nhân bạch mộ vi sai người đến quý phủ hỏi thăm nàng một lần trầm mộ tuyết chờ mình cảm thấy bực bội trầm ngự sử cũng đã nhận ra điều gì đó hỏi nàng có phải đã cãi nhau với tiêu giác trầm mộ tuyết lắc đầu qua loa cho qua nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng hơn nàng muốn để tiêu giác biết rằng lòng nàng không thoải mái nhưng sau mấy ngày rằng co chính nàng lại không chắc chắn tiêu giác có lẽ không biết hắn vốn không để ý đến những chuyện này nhưng nếu hắn biết liệu hắn có cố ý không trong lòng trầm mộ tuyết có một ngọn lửa khi rời lương châu vệ, nàng phát hiện trong chiếc dương một con người bột và một tấm mảnh gỗ khắc họa. Nàng không thể không suy nghĩ, người bột lại là nữ tử, liệu tiêu giác có người thương không? Nếu chỉ có vậy, nàng còn không đến mức hoang mang, nhưng mảnh gỗ khắc họa một nữ tướng quân. Mà khuôn mặt lại giống hỏa yến như đúc, trong chốc lát, những nghi ngờ trong quá khứ trở thành chứng cứ trước mắt. Tiêu giác quá thân cận và chăm sóc hỏa yến, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Tại Tế Dương, Tiêu giác cũng mang hỏa yến đi cùng, chiếc khắc ngọc chưa từng rời tay, từng nằm trong tay hỏa yến. Bị tiêu giác nhấn mạnh không thể lấy đi, nhưng cách một ngày lại xuất hiện trong tay hỏa yến. Nếu nói là đoạn tụ, có chút kinh ngạc, nhưng nếu hỏa yến là nữ tử thì sao? Trầm Mộ Tuyết nhắm mắt lại, cô nương trẻ tuổi giả trang thiếu niên đã thoát lên vẻ khí khái hào hùng, mặt mày thanh tú động lòng người. Nếu đổi lại là nữ tử, Trầm Mộ Tuyết chua xót nghĩ, rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Những năm qua, dù chưa từng chiếm được tiêu giác, nàng cũng không có cảm giác nguy cơ lớn. Thanh niên này từ nhỏ đã xuất chúng, tính tình lười biếng, sau khi nhà gặp biến cố, càng ngày càng lạnh lùng, dù tính cách như vậy, thiên phú và dung mạo của hắn vẫn khiến các cô nương ngã gục, nhưng chưa từng thấy tiêu giác yêu ái ai, ai. Hắn không dễ động tình, nên trầm mộ tuyết tin rằng, trong thiên hạ nữ tử, chỉ mình nàng có thể cùng hắn trên chiến trường, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần thời gian dài, mọi thứ sẽ tự nhiên thành. Nàng tự tin, xuất phát từ sự tự phụ, nhưng bây giờ, tự phụ của nàng hoàn toàn bị đánh vỡ. Có một nữ tử như vậy, có thể làm nhiều hơn nàng, không chỉ bầu bạn với tiêu giác trên chiến trường, còn có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Điều nàng không thể làm, hỏa yến đều có thể. Về ra thế, tiêu cảnh có thể cưới thư nữ bạch mộ vi, tiêu gia căn bản không để ý điều này. Trầm mộ tuyết cảm thấy lòng mình thất lại, nàng không thể được tiêu giác yêu thương, cũng không muốn thấy Hỏa Yến nhanh chân đến trước, rõ ràng nàng đến trước, là người bầu bạn bên tiêu giác lâu nhất. Trong đêm tối, trầm mộ tuyết bật dậy mạnh mẽ, nàng khoác thêm áo ngoài, đến trước bàn, thắp sáng đèn. Tìm giấy bút mực, ngồi xuống trước bàn, ánh đèn chập chờn khiến mắt nàng đau, tay nàng run nhẹ, sau một lúc lâu, trầm mộ tuyết giống như đã quyết tâm, nâng bút viết. Sau khi hao tốn nhiều thời gian và tinh lực, không đạt được kết quả viên mãn, không ai sẽ cam tâm nàng không chấp nhận kết cục này, nếu tiêu giác không đứng về phía nàng, thì nàng chỉ có thể ra tay từ hỏa yến, trầm mộ tuyết viết càng lúc càng nhanh, đột nhiên, ngòi bút trượt, lực quá mạnh, làm rách tờ giấy. Nàng ngơ ngác nhìn tờ giấy mỏng trước mặt, bỗng nhiên giơ tay, vò nát tờ giấy, ném xuống đất. Một lát sau, nàng che mặt bằng hai tay, 17, nhỏ xem mắt. Lâm song hạc đã mất liên lạc nhiều ngày khi đi tìm tòa nhà cho hỏa yến. Từ khi trở lại sóc kinh, anh cũng biến mất như không ai thấy hỏa yến không dám vì tiện đến tìm anh và việc sai người thúc giục cũng không hiệu quả sau vài lần như vậy hỏa yến bắt đầu nghi ngờ liệu anh có cố tình tránh mặt hay không tiêu giác vẫn đi sớm về trễ không ai biết anh bận rộn gì hỏa yến xuất hiện vào ban ngày từ khi gặp phúc vượng ở hứa ra lần trước cô không quay lại đó nữa cô để phúc vượng chờ đợi và khi phúc vượng không thấy hỏa yến đến tất nhiên anh lo lắng và muốn giữ mối quan hệ với cô, sợ mất đi. Cây dụng tiền. Để chứng minh giá trị của mình, anh càng tích cực tìm kiếm thông tin hữu ích từ hứa ra. Hỏa Yến không hề vội vã. Mấy ngày nay, ngoài một lần gặp Hòa Vân Sinh trong bóng tối, cô đã chuẩn bị nhiều ngày ở cửa ra vào của. Hòa ra. Không rõ có phải vì liên quan đến Hòa Như Phi hay không mà thị vệ ngoài cửa Hòa ra tăng gấp đôi. Hòa Yến không muốn lộ diện nên chỉ có thể núp trong bóng tối quan sát. Hòa Như Phi mỗi ngày ngoài việc vào chiều, không làm gì khác, anh thường xã giao với đồng nghiệp tại các tiểu lâu và chưa bao giờ đưa ai về nhà. Ngoài ra, anh còn ghé qua hứa ra một lần, mang theo thuốc bổ thăm hỏi đường muội. Nhưng liệu anh thực sự thăm hỏi hòa tâm ảnh? Hòa Yến không nghĩ vậy. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, hành động của Hòa Như Phi cho thấy mối quan hệ thân thiết với em gái. Thậm chí có người đồn rằng, Do sự cố của hứa đại nãi nãi trước đây, Hòa Như Phi càng cẩn thận chăm sóc em gái và cuối cùng anh ta lại có được tiếng thơm. Hòa Yến chỉ thấy buồn cười, cảm nhận rằng người Hòa gia diễn trò thật sự khéo léo và phức tạp. Ngày thu đã tới, cái nóng mùa hè hoàn toàn rút lui. Một ngày nọ, Hòa Yến vừa trở về từ bên ngoài, bất ngờ thấy viện tử trở nên náo nhiệt. Buổi sáng cô đã phải đi, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Quả hí hừng chạy tới, nói nhỏ đại nãi nãi đang chiêu đái khách trong sân, công tử, này cũng nên rửa mặt một chút rồi đến xem. Cô xích lại gần, thần bí nói. Hôm nay có nhiều tiểu thư đến, và cả nhị thiếu gia cũng ở đây. Vì còn nhỏ tuổi, khi nói những lời này, cô không ngại ngùng mà thể hiện sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ con. Tuy nhiên, những lời này khiến Hỏa Yến cảm thấy không thoải mái. Trước đây, Bạch Mộ Vi nói với cô rằng, trước Trung tu sẽ tổ chức tiệc, bề ngoài là chiêu đãi các phu nhân tiểu thư, nhưng thực chất là để làm mai cho tiêu giác không ngờ hành động lại nhanh như vậy hỏa yến nghĩ rằng thường ngày tiêu giác về muộn đôi khi cô đã ngủ mà anh chưa về nhưng hôm nay lại về sớm vì có tiểu thư ở đây thật là trùng hợp bạch quả thấy hỏa yến im lặng liền hỏi công tử hỏa yến lấy lại tinh thần cười gượng nói ta không thể đi hôm nay bận rộn bên ngoài cả ngày thực sự rất mệt muốn về phòng nghỉ ngơi trước bạch quả nhưng mà Cô nhận thấy Hòa Yến có vẻ không vui, cảm thấy kỳ lạ. Công tử Hòa tính tình ôn hòa, không kiêu ngạo, thường tự mình dọn bát đĩa, đôi khi thấy cô thèm ăn còn cố ý để lại đồ ăn cho cô. Trong số các chủ tử cô từng gặp, ngoài đại thiếu gia phu phụ, Hòa công tử là tốt nhất. Nhưng hôm nay, rõ ràng là không vui, làm cho Bạch Quả nghĩ rằng có lẽ cô bị ủy khuất bên ngoài. Cô vẫn chưa hiểu rõ, chỉ thấy Hòa Yến cúi đầu bước nhanh qua hành lang. Hòa Yến nghĩ vậy, nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi đi qua hành lang ngoài đình viện, Bạch Mộ Vi liền nhìn thấy cô và gọi. Hòa công tử. Nếu giả vờ không nghe thấy thì qua cố tình, nên Hòa Yến đành quay lại, cười nói với Bạch Mộ Vi. Tiêu đại nãi nãi. Bạch Mộ Vi đứng dậy đi về phía cô, nói. Ta vừa hỏi Hoài Cần khi nào ngươi trở về, sợ ngươi không kịp tham dự tiệc thu hôm nay. Ngươi đến đúng lúc, chúng ta còn chưa bắt đầu. Chủ nhà nhiệt tình như vậy, nếu rời đi lúc này thì không lịch sự. Hỏa Yến đành phải tiến lại gần, hành lễ và nói. Đại nái nái có lòng. Tòa nhà của tiêu gia được tiêu lão tướng quân tu sửa theo sở thích của vợ. Tổ mẫu của tiêu giác là người Tô Châu, nên đình viện của tiêu gia ở Sóc Kinh rất thanh nhã và độc đáo. Bữa tiệc của Bạch Mộ Vi không có nhiều khách, tổng cộng chỉ có bốn năm vị. Không biết họ là bạn thân hay là gì, nhưng bốn cô gái ngồi đó đều rất đẹp, mỗi người mỗi vẻ, khiến người ta sao xuyến. Tiêu giác ngồi bên cạnh tiêu cảnh, hai anh em họ vốn là những Mỹ Nam nổi tiếng ở Đại Ngụy, làm cho đình viện trở nên như tiên cảnh. Ở Đại Ngụy, quy tắc nam nữ từ 7 tuổi không ngủ chung đã bị Văn Tuyên Đế bãi bỏ sau khi đăng cơ. Văn Tuyên Đế thích sự phong lưu của các danh sĩ, cho rằng không nên bị ràng buộc bởi lễ nghi cổ xưa. Vì vậy, Đại Ngụy không còn khắt khe với nam nữ chưa lập gia đình như trước. Bạch Mộ Vi cười giải thích với những người còn lại trong bữa tiệc. Đây là Hòa Công Tử, bản thân của Hoài Cẩn, còn trẻ nhưng đã được bệ hạ phong võ an lang. Cô phân phó hạ nhân chuẩn bị thêm bát đũa cho hỏa yến, nhưng không hiểu sao lại đặt gần tiêu cảnh. Bạch mộ vi ngồi bên một người phụ nữ, nói với hỏa yến. Hôm nay mời vài bạn bè đến quý phủ nếm thử bánh hoa cúc mới làm, mọi người coi như là bữa ăn gia đình, không cần khách sáo, cứ thoải mái. Mặc dù nói vậy, nhưng trừ tiêu cảnh phu phụ, mấy phu nhân lớn tuổi và tiêu giác thờ ơ, những người còn lại thật sự không thể thoải mái như thế. Hỏa Yến ngồi bên cạnh tiêu cảnh, nhìn về phía tiêu giác. Tiêu giác ngồi ở phía bên kia của tiêu cảnh, anh rất ít khi động đũa, thường chỉ ngồi im, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy giữa lông mày có sự không kiên nhẫn. Những cô gái đó thì không như vậy, họ ngồi đối diện tiêu giác trên chiếc ghế dài, hơi rụt rè, nhưng vẫn dùng ánh mắt liếc nhìn tiêu giác, tình ý ẩn hiện. Người dũng cảm hơn thì nhìn chằm chằm anh, đôi mắt đẹp đầy ngưỡng mộ, có thể làm người ta mềm yếu thật giỏi, Hòa Yến thầm nghĩ, Bạch Mộ Vi biết rõ tiêu giác không thích trầm mộ tuyết, lại tìm bốn cô gái này, nhưng họ không có tính cách cao ngạo như trầm mộ tuyết, mà nhan sắc thì không kém gì cô ta. Ngồi ở đây, cô đã muốn lật bàn, nếu trầm mộ tuyết ở đây, chắc chắn cũng sẽ tức chết. Dù nghĩ vậy, nhưng Hòa Yến không thể biểu hiện ra ngoài. Cô cúi đầu ăn cơm, trong lúc này, im lặng là tốt nhất, coi như ăn cơm bình thường, chỉ khác là có bốn cô gái đẹp đối diện bữa cơm này thật sự rất xấu hổ không chỉ hòa yến xấu hổ đến cuối cùng tiêu cảnh và bạch mộ vi cũng cảm thấy khó xử dù tiêu giác không ôn hòa như tiêu cảnh nhưng nhan sắc của anh vẫn khiến người ta say đắm còn tiêu cảnh đã có gia đình nên bốn cô gái đều nhìn chằm chằm tiêu giác là quý nữ của sóc kinh họ rất hiểu lễ nghi nhưng vẫn tìm cách nói chuyện với tiêu giác hỏi những câu như tiêu nhị thiếu gia thích mùa thu không bình thường anh làm gì anh sẽ ở lại sóc kinh mãi chứ? Những câu hỏi không mấy ý nghĩa, tiêu giác trả lời ngắn gọn, chỉ một chữ, không thêm bất kỳ lời nào. Nhiều lúc, Bạch Ngộ Vi và Tiêu Cảnh phải bổ sung thêm. Hỏa Yến cảm thấy vui trong lòng, nhưng nghĩ lại thấy mình thật nhàm chán, vì vui vẻ với chuyện như thế này, chẳng phải là mình đang bị điều khiển sao. Khi đêm đến, tiệc xong, các phu nhân cùng Tiêu Cảnh phu phụ cáo từ, Hỏa Yến và Tiêu Giác đứng nghiêm. Bốn cô gái lưu luyến không muốn rời, ánh mắt gần như muốn nhìn thấu tiêu giác một tiểu thư gan dạ nhìn anh cười nhẹ và hỏi tiêu nhị thiếu gia năm đó ở bãi săn phong thái không ai bằng ngày nào rảnh rỗi anh có thể cùng tiểu nữ luận bàn tiến thuật không tiêu giác nhìn cô ta không biểu cảm kéo mép nói ta luận bàn với cái gì quen thuộc cô gái ấy có chút chờ mong sinh tử thì không cần bàn tới khụ 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 tiêu cảnh kịp thời chen vào cười nói hoài cần đang nói đùa hắn thích đùa nhưng vừa nói xong, sắc mặt mẫu thân của cô gái đã thay đổi, kéo con gái mình đi nhanh. Bạch Mộ Vi vừa bực mình vừa buồn cười, sau khi tiễn mọi người, cô nói với tiêu giác. Người đứa nhỏ này, không thích thì không thích, sao lại cố ý dọa người. Tiểu thư Điền cũng đã học võ, tính tình rộng rãi, tự nhiên hào phóng, ta thấy rất tốt. Thấy tiêu giác không nói gì, Bạch Mộ Vi nói tiếp. Còn tiểu thư Lý, cô ấy ngồi đối diện ngươi, trông rất nhu mì, viết chữ đẹp và có thể xuất khẩu thành thơ rất ôn nhu và trầm tĩnh tiêu giác vẫn không nói gì bạch mộ vi nhìn thấy hỏa yến liền hỏi hòa công tử cũng thấy bốn vị tiểu thư hôm nay người đánh giá thử có phải rất tốt không hỏa yến chuyện này có liên quan gì đến cô thật là hỏa từ trên trời rơi xuống nhưng khi nhìn vào mặt mọi người hỏa yến đành đặt tay lên ngực tự hỏi rồi chậm rãi nói bốn vị tiểu thư đều rất tốt tính tình và nhan sắc đều xuất chúng, ai cưới được họ cũng là phúc phần từ kiếp trước tu luyện. Có lẽ vì nhận được sự khẳng định từ bản thân của tiêu giác, Bạch Mộ Vi cảm thấy như đã nhận được một nửa sự đồng ý từ tiêu giác, cô nói. Hoài Cần, ngươi xem, ngay cả hòa công tử cũng thấy tốt. Tiêu giác đột nhiên mở miệng, giọng bình tĩnh. Đại tẩu cảm thấy tốt, sao không mời về cho đại ca? Với tính cách và dung mạo của đại ca, các nàng chắc chắn sẽ không cảm thấy ủy khuất lời này cay nghiệt tiêu cảnh vốn ôn tồn lễ độ cũng không thể nhịn lên tiếng cảnh cáo tiêu hoài cẩn tiêu giác không lay động ánh mắt lướt qua tiêu cảnh nhạt nhẽo nói đại ca không ngại suy nghĩ lại khi mẫu thân muốn chọn vợ cho ngươi ngươi đã làm thế nào nguyên tắc kỳ sở bất dục vật thi ư nhân đại ca nên hiểu rõ hơn ta nói xong anh không để ý đến phản ứng của tiêu cảnh và bạch mộ vi phẩy tay áo bỏ đi hỏa yến đứng đó cảm thấy hơi xấu hổ nhỏ giọng giải thích cho tiêu giác. Đồ đốc hôm nay có thể tâm trạng không tốt, đại nái nái đừng so đo. Ta không có so đo. Bạch mộ vi sướng sờ một lúc, như vừa lấy lại tinh thần, nhìn phu quân mình. Nhưng vừa rồi, hoài cẩn, đang tức giận. Mặc dù bên ngoài đồn đại rằng đô đốc tiêu giác luyện binh bất cận nhân tình, cay nhiệt lạnh lùng, nhưng trong phủ, hầu như không ai thấy anh tức giận, thường chỉ là không để ý. Cảnh này rõ ràng thể hiện sự tức giận, tựa hồ đã rất lâu rồi. Trước đây cũng đã từng như vậy, tại sao lần này lại tức giận như vậy? Cô khó hiểu nói. Trong phủ Từ Tương ở Kinh Thành, giờ phút này đèn đốt sáng trưng. Từ Tương là văn nhân, thường trong nhà tổ chức tiệc, không thích nữ tử khiêu vũ, nhiều nhất là 12 nhà công đến đánh đàn. Trước bàn nhỏ, sở chiêu ngồi quỳ, nhìn chén trà trước mặt, hơi nước bốc lên như tấm lụa mỏng, che khuất thần sắc của anh, khiến khuôn mặt cũng không rõ ràng. Từ kính phủ không thích uống rượu, chỉ uống trà. Người đến từ gia tặng lễ cũng hiểu ý, thậm chí lá trà thường cho hạ nhân, mang đi bán cũng được giá tốt. Bọn hạ nhân đứng hai bên, cung kính. Từ kính phủ không có con trai, người trong từ phủ đều biết ông xem môn sinh đắc ý này như con ruột. Duy nhất con gái từ kính phủ, từ phinh đình, lại yêu sâu đậm sở tử lan. Sớm muộn, thầy trò sẽ thành cha vợ con rể. Lần này ngươi đi tế dương, sự việc làm rất thuận lợi. Từ kính phủ cười nói, khi còn trẻ, ông Tuấn Tú nhã nhận, lớn tuổi, khuôn mặt hiền lành, chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng thấy ông là người dễ gần. Ông nhấp một miếng trà, rồi hỏi. Nhưng tại sao ngươi lại dừng lại lâu mấy ngày ở nhuận đô? Sở chiêu giọng ấm áp đáp. Dân chúng nhuận đô khổ cực, tử lan không nỡ rời đi, định ở lại hỗ trợ, hy vọng có thể gọi quân trợ giúp, không ngờ yến tướng quân dẫn binh đến giúp, giải cứu khẩn cấp nhuận đô. Những việc này, nghe ngóng một chút là biết, anh không nói sai. Tử kính phủ vẫn cười hiền, không nói anh đúng hay sai. Bầu không khí hơi căng thẳng. Khi đang giằng co, đột nhiên, có tiếng nữ tử vang lên. Cha, tử lan ca ca đến rồi sao ngươi không gọi ta? Sau đó, một thiếu nữ váy vàng như hoa bay vào, ngồi xuống cạnh sờ tử lan. Thiếu nữ này rất xinh đẹp, tinh xảo như búp bê sứ trắng, giữa lông mày có nét kiêu căng. Dù chỉ khoảng 17-18 tuổi, trang phục và trang sức của cô đều lộng lẫy đắt đỏ, trên tóc cài châm hồng ngọc lấp lánh, nổi bật như hoa hồng rực rỡ. Đây là con gái duy nhất của Từ Kính Phủ, Từ Phinh Đình. Từ Kính Phủ có một hòn ngọc quý như vậy, gần như muốn chiều chuộng cô lên trời, ngay cả công chúa cũng không so được với Từ Phinh Đình. Khi cô đến Yến Thính, bầu không khí lập tức dịu lại, Từ Kính Phủ lắc đầu cười. Ngươi vừa đến đã làm loạn, không coi cha ra gì, người ta nói nữ sinh hướng ngoại, quả thật là. Từ phinh đình nghe vậy, không những không ngại ngùng, ngược lại nhớ mày, dịu dàng nói. Ngày nào con cũng gặp cha, nhưng đã lâu không gặp tử lan ca ca, cha, lần sau cha đừng để tử lan ca ca rời kinh quá xa được không? Cô kéo cánh tay sở chiêu, nhìn anh nói. Tử lan ca ca, lúc nghe ngươi đi tế dương, phinh đình rất lo lắng, may mà ngươi không sao, khi ngươi không ở đây, phinh đình ngày ngày cầu nguyện trước Bồ Tát cho ngươi bình an. Có lẽ Bồ Tát đã nghe lời cầu nguyện của Phinh Đình và che chở ngươi. Từ kính phủ ghen tị nói. Chẳng thấy ngươi cầu nguyện cho cha lần nào. Cha, được rồi, tiểu tổ tông, ta không nói nữa được chưa? Từ kính phủ xin tha, nhìn sở chiêu. Từ lan đến đúng lúc, ta vừa có chuyện muốn nói. Sở từ lan nhìn từ kính phủ. Thưa thầy, mời thầy giảng giải. Ta nghe nói hôm nay phu nhân tiêu như bích mời vài vị tiểu thư trong phủ đi tiêu phủ làm khách. Thực chất là tiêu hoài cần muốn chọn vợ. Ngươi và tiêu hoài cần tuổi tác tương đương, nên ta với tư cách là thầy của ngươi cũng muốn quan tâm đến việc này từ phinh đình ngỡ ngàng mặt đỏ bừng nói cha ý cha là bây giờ mới biết thẹn thùng sao từ kính phủ cười trêu đùa rồi nói tử lan ngươi là học trò xuất sắc nhất của ta lại cùng phinh đình lớn lên từ bé như thanh mai trúc mã trước đây ta đã định rằng khi ngươi trưởng thành sẽ gả phinh đình cho ngươi và bây giờ chính là lúc đó ngươi thấy thế nào trong sành tất cả hạ nhân đều cúi đầu, che giấu sự kinh ngạc. Mặc dù đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng khi nghe thật sự vẫn không khỏi bất ngờ. Dù sao với thân phận của Sở Chiêu, cưới con gái của Từ Tương thật sự là điều bất ngờ. Sở Chiêu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, cung kính quỳ xuống trước Từ Kính phủ, nằm dặp người hành lễ. Học trò cảm tạ thầy đã yêu ái, được lấy Vinh Đình làm vợ là phúc phận của ba đời tu luyện. Chuyện hôn nhân, Xin thầy, thầy quyết định. đã ghé thăm kênh Holic 98 18, Tiến Cung. Đêm đã khuya. Đèn trong viện đã tắt. Chỉ còn chiếc đèn lồng ở cửa ra vào le lói như đom đóm đậu trên lá. Chốc lát sau liền muốn bay đi. Ứng hương cầm đèn lồng bước lên đón, nói. Tứ công tử. Sở chiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không phải ta đã bảo ngươi không cần chờ ta sao. Nô tỳ không ngủ được. Ứng hương nói khẽ. Thắp đèn lồng ra nhìn một chút, vừa lúc gặp công tử. Sở chiêu không nói gì, bước vào phòng. Ngươi ra ngoài đi. Ứng hương cúi đầu, lui ra khỏi phòng và cài cửa lại. Sở chiêu ngồi trước bàn, ấn tay lên chán. Vừa rồi ở nhà họ từ, lời nói của từ kính phủ lại hiện lên trong đầu anh. Tử Lan à, ta chỉ có một đứa con gái, sau này ngươi không được phép bắt nạt Phinh Đình, nếu Phinh Đình về nhà tố cáo, dù ngươi có là học trò của ta, ta cũng không tha cho ngươi. Từ Phinh Đình bĩu môi sao tử lan ca ca lại bắt nạt ta được nhưng tử lan ca ca đẹp trai như vậy nữ tử ở sóc kinh thích hắn không ít nếu sau này ta trở thành phu nhân của tử lan ca ca mà có con hồ ly tinh nào dám tiếp cận nàng nhướng mày lên giọng điệu đầy tự tin ta không lột xa họ thì không thể con gái gì mà suốt ngày chỉ biết đánh giết ra thể thống gì tử kính phủ miệng thì nói thế nhưng cũng không có ý ngăn cản từ phinh đình hình ảnh cha con họ nhìn ôn nhu nhưng lại tràn ngập trong đầu khiến hắn không thể kiềm chế, cúi người xuống, cảm thấy dạ dày buồn nôn, nôn khan mấy tiếng liên tục. Hôm nay muốn đi từ ra trước, sở chiêu để ứng hương ở trong phòng. Thực ra, sau khi về sóc kinh, hắn luôn để ứng hương ở lại sở phủ, không có việc gì cũng không muốn ra ngoài. Bây giờ hôn nhân của từ phinh đình và hắn đã rõ ràng, ứng hương sẽ càng nguy hiểm hơn. Khi còn trẻ, hắn bái từ kính phủ làm thầy, nhờ phúc của từ kính phủ, phu nhân nhà sở không còn dám trắng trợn động thủ với hắn như trước. Từ kính phủ đối xử với hắn không tệ, đối với một đứa trẻ mà nói, ông ta đã cho hắn đủ mặt mũi. Vì danh hiệu học trò của từ kính phủ, hắn nhận được rất nhiều lợi ích trong giao tiếp. Từ Phinh Đình, con gái của từ kính phủ, tuổi tác tương đương với hắn, ban đầu, sở chiêu không hề ghét nàng. Khi còn nhỏ, từ Phinh Đình đã là hòn ngọc quý của nhà họ từ, muốn gì được nấy, trừ tính cách kiêu ngạo một chút, nàng đối với sở chiêu thật ra rất tốt. Nàng luôn như cái đuôi theo sau sở chiêu, gọi anh là Tử Lan ca ca. Đôi khi nàng còn nói với sở chiêu. Sau này Phinh Đình sẽ gả cho Tử Lan ca ca, Tử Lan ca ca là của Phinh Đình. Hắn chỉ coi đó là lời nói đùa, cho đến năm sở chiêu 14 tuổi. Sở Lâm Phong là một Mỹ nam tử có tiếng, dù không làm thạch tấn bá, chỉ nhờ ngoại hình cũng có thể thu hút không ít cô nương. Mẹ của Sở Chiêu, Diệp Nhuận Mai, cũng là một mỹ nhân. Sở Chiêu thừa hưởng những điểm tốt nhất từ cha mẹ, 14 tuổi đã nổi danh với nhan sắc không thua kém gì hai huynh đệ nhà Tiêu gia. Tính cách ôn nhu săn sóc, lại biết cách quan tâm người khác, khiến không ít cô nương thầm thương trộm nhớ. Trong số đó có một tiểu thư họ Tiền, tính tình mạnh mẽ nhiệt tình, đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ, khác biệt với các cô nương trong thành Sóc Kinh. Gặp mặt mấy lần, nàng đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Sở Chiêu. Đương nhiên Sở Chiêu từ chối nhưng cô nương này không từ bỏ ý định, không dây dưa mà ba ngày hai lần gửi đồ đến sở ra. Thỉnh thoảng gặp trong thành sóc kinh, bạn bè ồn ào, tiểu thư tiền không phản bác, chỉ thẳng thắn nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không biết làm sao. Không lâu sau, tiểu thư tiền gặp chuyện, người ta nói rằng khi nàng đi du xuân với bạn bè thì bị kẻ xấu hãm hại, chết rất thê thảm, đôi mắt bị móc đi, chấn động toàn kinh thành. Cha của tiểu thư tiền chỉ là một tiểu quan thất phẩm, báo quan nhưng không tìm ra hung thủ. Khi sở chiêu nghe tin này, hắn ngẩn ngơ rất lâu, khó tin rằng cô nương hoạt bát, hay chớp mắt với hắn lại lặng lẽ chết đi như vậy. Nửa năm sau, khi đi tìm từ kính phủ tại nhà từ gia, ngang qua phòng nhỏ, hắn nghe thấy từ phinh đình đang nói chuyện với tiểu tỷ. Chỉ là một dân đen, còn dám tranh chấp với bản tiểu thư. Không biết mình là ai, ta đào mắt nàng, xem sau này nàng còn dám câu dẫn tử lan ca ca. Sau này, nếu có nữ nhân nào dám quấn lấy tử lan ca ca, ta sẽ không như trước mà nương tay. Tiếng cười của thiếu nữ kiều diễm, hồn nhiên, nhưng lại tràn ngập sự ác độc đến tận xương, trong lúc cười nói đã triệt để phá hủy một thiếu nữ khác cùng tuổi với nàng. Lòng sở chiêu từ đầu đến cuối đều lạnh lẽo. Và bây giờ, hắn phải kết hôn với người phụ nữ này, sống đến bạc đầu, ân ái, không rời, thật châm biếm biết bao. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, nhớ lại một đêm nào đó, khi còn ở Lương Châu Vệ, cháu của Lâm Thanh Đàm, Bạch Y Thánh Thủ Lâm xong hạc từng nói với hắn một câu. Sở tứ công tử, nếu ngươi muốn tốt cho hòa muội muội, hãy sớm tránh xa nàng. Nhà các ngươi có chỉ hổ cái, nhưng hòa muội muội của chúng ta không muốn trở thành tiền tiểu thư thứ hai. Ánh mắt hắn biến hảo khó lường, cạnh ống đựng bút có một viên đá phẳng, hình con ngựa, dường như có thể xuyên qua viên đá mà nhìn thấy dưới bóng đêm. Nữ hài từ tiện tay lau mồ hôi trên chán, cầm đao bổ chém xuống, đưa viên đá cho hắn là tiếng ai đó vang vọng, trong trẻo như suối nước mùa xuân. Chiêu, nghĩa là ánh sáng. Tử Lan, nghĩa là hương thảo, người đặt cho ngươi cái tên này, nhất định rất yêu ngươi, mong ngươi phẩm hạnh cao quý, tương lai sáng lạc, nên mới đặt cho ngươi cái tên thanh nhã như vậy. Hắn đã lạc trong bóng đêm nhiều năm, nhưng khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, biết rõ không thuộc về mình, cũng muốn tham lam giữ lại trong lòng bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Hòa Yên cố ý dậy muộn một chút. Sau khi ăn sáng, chào hỏi bạch quả, Hỏa Yến mới không nhanh không chậm ra cửa. Lần trước nàng đến hứa ra đã qua mấy ngày, nghĩ đến gã sai vật tên Phúc Vượng, mấy ngày nay chắc hắn đang mỏi mắt chờ nàng. Bệ hạ thường tiền, nàng đều cất trong tay áo, giao tiếp với người khác, tiền bạc là không thể thiếu. Mặc dù bây giờ đã là một tiểu quan, nhưng tiền bạc không dư giả lắm. Chuẩn bị thêm vài lần nữa, nàng cũng không còn nhiều. Hỏa Yến nghĩ đến việc mượn chút tiền từ Lâm Song Hạc rồi đi nhà thông trang đánh bạc. Nhưng lần trước thắng bạc ở nhà thông trang, nàng đã đắc tội với trang gia, lần này đến e rằng sẽ bị từ chối ngoài cửa. Đang tự hỏi về vấn đề tiền bạc, Hỏa Yến đã đến quán trà nơi gặp Phúc Vượng trước đây. Đầu tiên nàng cười, đưa chút bạc vụn cho tiểu nhị ở cửa quán trà, rồi hỏi: "Mấy ngày nay có ai đến tìm ta không?" Tiểu nhị nhanh tay nhận bạc, cười nói: "Có có." vì tiểu ca đi cùng công tử lần trước, mấy ngày nay mỗi ngày đến ba lần, ngài ngồi đi, chắc không bao lâu nữa hắn lại đến. Hỏa Yến cười nói. Vậy làm phiền tiểu ca pha ấm trà. Nói rồi, nàng thẳng tiến đến gian phòng nhã ngồi xuống. Phơi phúc vượng lâu như vậy, Hỏa Yến sớm đã đoán được phúc vượng chắc chắn không tìm nén được, nhưng không nghĩ hắn lại không giữ được bình tĩnh như thế, điều này đối với nàng lại là chuyện tốt. Thủ đoạn thu mua lòng người của hứa chi hằng quá kém, hoặc hắn chỉ lo thu mua cấp trên không quan tâm đến những người dưới quả nhiên hỏa yến mới ngồi chưa đầy một khắc đồng hồ đã có người đến gõ cửa bên ngoài hỏa yến nói mời vào cửa mở ra phúc vượng đóng cửa lại bước nhanh đến công tử nhìn thấy hỏa yến phúc vượng cực kỳ kích động tiểu tưởng rằng ngài không còn ở sóc kinh mấy ngày nay thực sự là gấp đến chết hỏa yến chỉ tay cho hắn ngồi đi đợi phúc vượng ngồi xuống nàng mới từ tốn mở miệng. Những ngày qua có việc quan trọng, hôm nay mới rảnh để đến đây. Nàng rót trà cho Phúc Vượng, giọng rất ôn hòa. Tiểu ca gấp gáp tìm ta, chắc là có tin tức gì. Tin tức, tự nhiên là có. Phúc Vượng lộ ra vẻ khó xử. Hỏa Yến ngầm hiểu, đặt một thỏi bạc trước mặt hắn. Công tử đại thiện nhân, đa tả công tử. Phúc Vượng vui mừng, một tay lấy bạc ôm vào lòng, rồi mở miệng nói. Công tử muốn nghe ngóng sự tình, tiểu luôn lưu ý trong phủ chỉ là lúc hạ di nương xảy ra chuyện tất cả hạ nhân trong viện đều không còn ở đó bị xuất phủ hoặc bán đi cuối cùng không còn ai tiểu chỉ thu thập được chút tin tức từ những hạ nhân ở viện khác hắn hạ giọng khẽ nhìn quanh một chút thực ra những hạ nhân đó đều chết hết nghe lời này hắn cố nhìn biểu cảm của hỏa yến nhưng tiếc rằng khuôn mặt đối diện bị che bởi mũ không thấy rõ nhìn hắn bình thản uống trà có vẻ cũng không giật mình lắm Công tử có biết, nếu tất cả hạ nhân trong một viện đều bị xử tử, là tình huống như thế nào không? Hỏa Yến mỉm cười. Giết người diệt khẩu. Vốn còn muốn tỏ vẻ bí hiểm một chút, không ngờ bị nhìn thấu ngay, phục vượng nhất thời nhục trí, không còn nhường như lúc đầu, thành thật đáp. Đúng thế, tiểu thăm dò được, hạ di nương phạm tội không thể tha thứ, nên cái gọi là mời gia pháp, thực chất là muốn nàng chết. Những hạ nhân trong viện biết chân tướng, nên cũng không có đường sống. Phúc Vượng thăm dò từ miệng người khác, nhớ lại vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Dù hạ nhân trong viện là người bán mình, cũng có mười mạng người, chuyện này ở thành Sóc Kinh cũng là đại sự. Nhưng hứa ra, một gia đình thư hương, lại có thể mặt không đổi sắc diệt đi mấy chục nhân mạng, không khỏi khiến người sợ hãi. Cũng làm người ta tò mò, hạ di nương phạm tội gì lớn đến vậy. Thông dâm, điều đó cũng không thể dẫn đến việc tất cả hạ nhân trong viện bị giết. Viện còn có thị vệ không lẽ khi hạ di nương tư thông những thị vệ lại đứng ngoài nhìn một bí mật lớn đến mức cần phải giết hết người trong viện để giữ rốt cuộc là gì chỉ có những thứ này sao hòa yến hỏi phúc vượng đáp chỉ có những thứ này hòa yến cười tiểu ca những việc ngươi nói nhìn như là bí mật nhưng thực ra không giúp được gì cho ta nếu ngươi chỉ có thể tìm thấy những điều này giao dịch của chúng ta không cần tiếp tục nữa nàng đứng dậy những ngày qua làm phiền ngươi cảm ơn nói rồi nàng không chút lưu luyến giả bộ muốn đi phúc vượng trong lòng căng thẳng thốt lên công tử dừng bước vừa nói ra hắn liền hối hận làm ăn có đôi khi không chỉ là sinh ý mà còn phải xem ai giữ bình tĩnh hơn hắn sợ mất đi cây dụng tiền này lên tiếng giữ lại nhưng cũng bại lộ bản thân hỏa yến nghiêng đầu nhìn hắn chẳng lẽ tiểu ca còn tin tức gì chưa nói biết mình đã bị đối diện nhìn thấu Phúc vượng nhắm mắt nói. Công tử ngồi xuống, ta sẽ nói tiếp. Hỏa Yến mỉm cười ngồi xuống lần nữa. Thực ra, tiểu thăm dò được, trong số hạ nhân bị xử tử lúc đó, có một người có khả năng chưa chết. Hỏa Yến cười nói. Nói tiếp đi, người đó là vũ em của Hạ Di Nương, Tần Ma Ma. Trước khi Hạ Di Nương xảy ra chuyện, vũ em nói về nhà thăm cháu, sau đó không trở lại. Hạ Di Nương phái người đi tìm, nhưng nhà vũ em nói bà chưa về, sau đó quý phủ cũng tìm nhưng vẫn không có tin tức phúc vượng nói tiểu cho rằng tần ma ma có khả năng còn sống hỏa yến nhìn hắn không nói lời nào phúc vượng có chút bất an công tử ngươi nói hiện tại không ai tìm thấy tần ma ma hỏa yến chậm rãi nói vậy tiểu ca cũng chưa chắc tìm thấy một người không thấy tung tích dù còn sống không thấy tin tức thì có giá trị gì phúc vượng thầm kinh hãi Đối diện người này chẳng lẽ có khả năng đọc tâm thuật. Hắn thật sự thăm dò được chút tung tích của tần ma ma, nhưng đây là hắn dùng nhiều tiền mới thấu được. Giao dịch này là hắn muốn bám vào đối phương, mà người đối diện có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu không thể hiện đầy đủ thành ý, sau này người này cũng sẽ không gặp mặt hắn. Nghĩ đến đây, Phúc Vượng quyết định chắc chắn. Tiểu thăm dò được, tần ma ma đã sớm thủ tiết, khi làm vũ em cho Hạ Di Nương, từng có một nhân tình. Việc này người khác không biết, chỉ có một nha đầu đun nước trong phủ biết rõ. Nhân tình kia bây giờ ở ngoài thành, tiểu nghĩ thử một lần, có lẽ tần ma ma còn sống. Điều này cũng tạm được, Hòa Yến cảm thấy yên tâm hơn, trong giọng nói có chút tán thưởng. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai, tiểu ca thật không tầm thường, người khác cha không được tin tức, nhưng người lại cha được. Nàng nói, vậy ta sẽ chờ tin tốt lành, nếu tiểu ca cha được tung tích của tần ma ma, cần phải không đánh động bí mật báo cho ta biết nàng nói tiếp việc này xong ta có thể giúp tiểu ca thoát khỏi thân phận nô bộc đến lúc đó ngươi chỉ cần cầm bó bạc lớn rời khỏi sóc kinh ngày sau tự nhiên sống yên ổn nghe lời này lòng phúc vượng không ngừng dao động ta còn có việc quan trọng không thể ở lâu với tiểu ca hỏa yên đứng dậy tiểu ca cứ ở đây uống trà ăn điểm tâm xong rồi về công tử chờ đá nghe tiếng phúc vượng gọi sau lưng Hòa Yến vừa quay lại, cảm thấy có người tiến tới trước mặt, định sốc lên mũ của nàng. Nhưng ngay sau đó, tay ấy liền bị Hòa Yến nhẹ nhàng nắm lại. Phúc vừa. Đau đau đau. Hòa Yến buông tay ra, không quay đầu lại, tiếp tục bước đi, chỉ nói. Tiểu ca muốn nhìn mặt ta, cũng không cần vội, đợi mọi chuyện kết thúc, ta tự sẽ lấy mũ xuống. Cửa phòng đóng lại, trong phòng trống rỗng, như thể mật thám vừa rồi chỉ là giấc mộng. Chỉ có hai tách trà trên bàn nhắc nhở rằng vừa rồi có người đến. Phúc Vượng ngồi xuống trước bàn, nhấp một ngụm trà để chấn tính, người thần bí này, rõ ràng như lòng bàn tay về hứa ra, rốt cuộc là thân phận gì. Rời khỏi phòng trà, tâm trạng hỏi yến nhẹ nhàng hơn, dưới mũ, nụ cười dần dần hiện ra. Không ngờ đầu mối từ Phúc Vượng lại thuận lợi như vậy, người chứng kiến chân tướng trong viện tử thật sự có thể còn sống tần ma ma tất nhiên đoán được hứa chi hằng sẽ giết người diệt khẩu chắc chắn là người thông minh người thông minh đào tàu có lẽ sẽ có át chủ bài trên người hứa chi hằng dù tính toán cẩn thận cũng không ngờ tần ma ma sẽ chạy dù sao con cháu đều ở kinh thành nếu nàng chạy hứa ra sẽ không bỏ qua cho gia đình nàng nhưng hứa chi hằng đã tính sai một điểm khi đối diện với cái chết không ai là không hoảng sợ khát vọng sống lớn hơn tất cả trên đời có người sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ gia đình nhưng cũng có kẻ ích kỳ chạy trốn hơn nữa tần ma ma chạy trốn gia đình nàng ngược lại an toàn hơn nếu hứa chi hằng động đến con cháu nàng tần ma ma có thể sẽ trả thù bằng cách tiết lộ chân tướng không biết tung tích của tần ma ma hứa chi hằng sẽ lo sợ làm liều nàng phải nhanh chóng tìm được tần ma ma trước hứa chi hằng và hòa như phi hôm nay mọi việc thuận lợi hòa yến vui trong lòng về phủ sớm một chút. Vừa đến gần viện tử, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Muội muội, vị hòa ca ca đó đi đâu, người thật không biết. Bạch quả đứng lên, cao tới eo hắn, ngửa mặt đáp. Nhị thiếu gia không cho các nô tỉ hỏi về hòa công tử. Lâm song hạc thu lại cây quạt. Nhị thiếu gia nhà các ngươi thật cân nhắc rất chu đáo. Hòa yến từ xa gọi hắn một tiếng. Lâm huynh. Lâm song hạc quay đầu, thấy nàng, ánh mắt liền sáng lên bước nhanh tới. Ta vừa đến đây, còn hỏi sao ngươi không có ở nhà, ngươi về đúng lúc, Hòa Huynh, ta cố ý đến tìm ngươi. Từ lúc về Sóc Kinh, Hòa Yến chưa gặp lại hắn. Lâm song hạc so với trước kia ở Lương Châu Vệ, ăn mặc rêu rao hơn nhiều. Trước đây ở quân doanh còn thu mình, bây giờ về Sóc Kinh, trên quần áo tiên hạc, mắt đều dùng đá quý tô điểm, hương cầu đai lưng ngọc, không thiếu một thứ, toàn thân từ đầu đến chân đều viết hai chữ, có tiền. Lâm Huynh, chuyện tòa nhà có tiến triển gì rồi? Hỏa Yến vẫn tâm niệm chuyện này. Không ngờ vừa hỏi, Lâm Song Hạc liền nghẹn lời, rõ ràng đã sớm quên mất chuyện này. Hắn ngượng ngùng cười vài tiếng. Tòa nhà, gần đây không dễ tìm, ta muốn tìm cái vừa ý cho Hòa Huynh, không thể qua loa. Ừm, ta đến đây vì chuyện khác, chúng ta vào nhà nói đi. Hỏa Yến không biết nói gì thêm. Dẫn Lâm Song Hạc vào phòng, đợi đóng cửa lại, Lâm song hạc dạo một vòng trong phòng, cảm thán nói. Không tệ a, à, phòng này chẳng phải sát vách hoài cần sao. Ta thấy tốt hơn lương châu vệ, hòa muội muội, người ở đây có tốt không? Nếu có gì không tiện, cứ nói với hoài cần, đừng ủy khuất bản thân. Lời hắn nói, như thế nơi này không phải tiêu ra mà là lâm ra. Hỏa yến rót cho hắn chén nước nóng. Lâm huynh, ngươi tìm đến ta, chắc không chỉ để xem ta ở như thế nào. A, à, Lâm song hạc vỗ đầu một cái. Kém chút quên chính sự. Hắn từ tay áo lấy ra một phong thiếp mời, đưa cho Hòa Yến. Thiếp mời cung Yến, cho ngươi. Hoài cần ra khỏi thành, ngày đó e rằng không kịp về, trước khi đi đã bảo ta nhớ ký chiếu cố ngươi. Ba ngày nữa, ta sẽ đến tiêu phủ đón ngươi, lúc đó ngươi đi cùng ta tiến cung. Ngươi lần đầu tiến cung, nếu không có người dẫn, e rằng không tiện. Hòa Yến ngạc nhiên. Đô đốc ra khỏi thành. Đúng vậy, hôm nay ra khỏi thành, hắn đi rất gấp, bảo người khác mang tin cho ta. Ban đầu hắn dự định dẫn ngươi cùng đi cung yến, nhưng lần này không kịp về, nên để ta làm thay. Hỏa yến nhớ lại tiêu giác từng nói gần đây sẽ xuất thành, nhưng không ngờ lại gấp đến mức không kịp chào hỏi một tiếng. Nhưng, hắn thực sự giữ lời hứa, nói sẽ dẫn nàng đi cung yến, liền thực sự làm như vậy. Nghĩ gì thế, hòa muội muội Lâm song hạc đưa tay lắc lắc trước mặt nàng. Hôm nay ta đến, còn mang mấy bộ y phục ngươi đi cung phải ăn mặc chỉnh tề ngươi không biết cung trong người ta xem dưới đồ ăn thế nào này sau ngươi có thể thường xuyên đi lại trong cung lần đầu tiên đi phải để lại ấn tượng sâu sắc đây đều là ta gọi hạ nhân đi mua chất liệu tốt hoa lệ cực kỳ ngươi chọn một bộ mặc vào không làm nhục mặt mũi hoài cẩn hòa yến cảm ơn còn nữa hòa muội muội ta thấy lần này hoài cẩn dẫn ngươi tiến cung bệ hạ có thể sẽ ban thưởng cho ngươi dù sao trước đây ngươi cũng lập không ít công. Nếu bệ hạ ban cho ngươi chức quan gì, ngươi cũng đừng quá kinh ngạc, ta nói trước một lần, cũng không nhất định. Hắn lại lại nhảy nói một đống điều cần chú ý khi dự cung yến, gã sai vặt đến thúc giục hắn đi tiếp cái xã giao tiếp theo, mới đứng dậy cáo từ. Chờ lâm xong hạc đi rồi, hỏa yến ngồi xuống trước gương. Y phục hắn gọi người mang đến đặt lên bàn, mới tinh vuông vức, theo hoa tinh xảo. Hỏa yến nhìn bản thân trong gương, kiếp trước nàng không đến tiến cung đã khôi phục thân nữ nhi, tiến cung là hòa như phi, gặp bệ hạ là hòa như phi, được phong. Phi hồng. Cũng là hòa như phi. Bây giờ, nàng rốt cuộc phải lấy thân phận hòa yến một lần nữa tiến cung. Nghĩ đến cung yến lần này, hứa chi hằng cùng hòa như phi cũng sẽ có mặt, có lẽ nàng thậm chí sẽ thấy hòa nguyên lượng cùng hòa nguyên thịnh. Những người quấn lấy nàng không ngớt kiếp trước, bây giờ lại xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa là bằng cách này trong gương nữ hài tử đã đổi khuôn mặt ngũ quan không còn giống trước kia chỉ có đôi mắt kia cháy hừng hực như muốn đốt cháy tất cả tội ác sáng tỏ hoàn toàn như trước đây hòa yến cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi nhếch môi cười sau ba ngày chính là để cho hòa như phi cùng hứa chi hằng cùng những người hòa gia nhận thức lại cái tên hòa yến gặp lại cô nhân đã chết không biết trong lòng có quỷ nhân một lần nữa nghe cái tên này, có thể sợ hãi trột dạ, đêm không thể ngủ yên. Có lẽ, việc tiêu giác không có ở đây ngược lại là chuyện tốt. 199, Nàng có thể càng tâm duyệt quân dạy hề. Dạy. Bóng đêm phủ kín vùng hoang dã. Trong ngôi nhà lá, có người trốn ở góc tường, đôi môi thì thào, không biết đang nói điều gì. Thiếu gia đã tìm thấy người rồi, thuộc hạ của tư kính phủ đang truy sát họ. Hai anh em này hiện đã hơi mất tỉnh táo, có lẽ nên mang về thành để lâm công tử kiểm tra. Loàn ảnh đứng bên Tiêu Giác, thì thầm, đây là những người may mắn sống sót từ trận chiến ở Minh Thủy. Trong trận chiến Minh Thủy, Tiêu Trọng Vũ dẫn binh gần như toàn quân bị tiêu diệt, trong số các phó tướng thân tín, chỉ có Sải An Hỷ là sống sót. Những binh sĩ còn sống sau đó cũng lần lượt chết đi, không ai quan tâm họ chết như thế nào, có kỳ lạ hay không. Đã 5 năm trôi qua từ trận chiến đó, có lẽ ngoài con trai của Tiêu Trọng Vũ, không ai còn nhớ đến quang vũ tướng quân đã chết và những âm mưu hiểm ác ẩn chứa trong trận chiến đó không còn cách nào khác sao tiêu giác nhíu mày trong tình trạng này e rằng họ không thể trụ được đến khi về thành lúc ra đi vội vàng chỉ mang theo thuốc trị thương không có loại nào làm thanh tâm ngưng thần loan ảnh lắc đầu người của từ kính phủ truy đuổi họ suốt bảy ngày bảy đêm họ không ngủ không nghỉ nên đã kiệt sức chiến đấu kéo dài như vậy đương nhiên rất mệt mỏi nhất là những trận truy đuổi không ngừng. Tiêu Giác suy nghĩ một lúc, tháo từ hông một chiếc túi thơm, được Hỏa Yến đưa cho trước đó, do Bạch Mộ Vi làm. Anh mở túi ra, bên trong có một lá bùa nhỏ phù bình an và một ít thảo dược. Nghe Hỏa Yến nói, đây là thuốc ngưng thần, Tiêu Giác đổ thảo dược ra, đưa cho Loan Ảnh, "Mang đến cho họ người, tối nay chúng ta không đi nữa, chuyển sang chỗ khác để họ nghỉ ngơi một đêm." Loan Ảnh đồng ý. Điều tra vụ án của Từ Kính phủ và trận chiến Minh Thủy năm đó đã lâu, bây giờ mới tìm được hai nhân chứng sống, thực sự không dễ. Điều này cũng chứng minh rằng, những năm qua, Tiêu Giác đã dần trưởng thành và đủ khả năng đối đầu với Từ Kính phủ. Ví dụ như lần này, anh đã thắng trong việc cướp người. Nơi này không thể ở lâu, phải chuyển chỗ khác. Họ tìm được một gia đình ngoài thành, đưa cả hai anh em đang mất tỉnh táo đến đó để nghỉ ngơi ô và Phi nô canh gác trước cửa của hai anh em này, để phòng bất chắc ban đêm. Loan ảnh ra ngoài tìm hiểu tin tức, vùng ngoại ô ban đêm luôn tĩnh mịch, nhất là vào mùa thu, khó thấy người ở cách đó hơn 10 dặm. Nhưng ánh trăng sáng trắng chiếu lên vùng hoang dã, như dòng nước ngân hà chảy, khiến cảnh vật thêm phần thê lương. Thực ra anh không thích Trung Thu, với anh, Trung Thu luôn gợi nhớ những ký ức không tốt. Trăng càng tròn, người càng cô đơn, mỗi năm vào dịp này, anh luôn khó ngủ, những năm qua ở doanh trại, anh còn có thể đọc công văn đến nửa đêm. Nhưng bây giờ trở lại sóc kinh, anh chẳng thể làm gì. Tiêu giác cúi đầu, nhìn túi thơm trong tay, bên trong túi thơm đã rỗng, chỉ còn lại một tầng mỏng và lá bùa nhỏ phù bình an. Nghĩ ngợi một lúc, anh mở túi thơm ra, định nhét lại lá bùa. Dù do tỷ nữ nhà tiêu thêu, nhưng lụa và hoa văn do bạch mộ vi tự chọn. Bạch mộ vi luôn rất kỹ tính trong chuyện này, túi thơm được làm cực kỳ tinh xảo. Ngón tay anh vuốt ve, cảm nhận tơ lụa lạnh như ánh trăng. Ánh mắt tiêu giác dừng lại một chút, rồi ngón tay anh lướt qua bên trong túi thơm, chạm vào một chỗ thô ráp nhô lên. Vết nhô trên mặt gấm vuông, thật sự khác biệt. Anh mở mắt to, lật mặt túi thơm, mặt bên trong của túi thơm hiện ra trước mắt tiêu giác. Bên trong túi thơm thêu hai lớp, lớp phải là màu đen bình thường, không có hoa văn. Nhưng lúc này, trên lớp lót phải còn siêu vẹo theo một góc cong màu vàng sáng không rõ đó là gì nhưng có thể thấy người thêu có tay nghề không tốt đầu sợi còn chưa cắt sạch nói sao nhỉ mặt ngoài túi thơm màu đen và góc màu vàng bên trong thực sự không giống như thuộc về cùng một tác phẩm đây là cái gì chứ tiêu giác nhíu mày tay nghề của bạch mộ vi tốt hơn thế này nhiều nếu tỷ nữ nhà tiêu làm ra thế này thật sự đáng sợ túi thơm này do hỏa yến đưa trong nhà tiêu chỉ có hòa đại tiểu thư mới có thể thiêu thế này, không ai khác. Anh lật qua lật lại túi thơm, tìm kiếm dấu vết khác do hỏa yến thiêu, nhưng không có gì, ngoài góc màu vàng này, cô ấy không thiêu gì thêm. Khóe miệng tiêu giác giật giật, đây là bắt anh luyện tập túi thơm sao, luyện thế này mà lén lút, lặng lẽ, nếu anh không muốn lấy thảo dược ra thì có lẽ suốt đời cũng không phát hiện bí mật này. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì, nếu muốn luyện tập, có thể tìm một tấm khăn trắng mà thiêu không đẹp, giấu kín đi. Anh cảm thấy không hiểu ý đồ. Đúng lúc này, trong hoang dã vang lên tiếng bước chân. Một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi bước đến gần anh, cười hì hì nói. Thiếu gia. Đứa trẻ này là con trai của Loan Ảnh, tên Bạch Nhàn. Khuôn mặt xinh xắn, giống Loan Ảnh như đúc, nhưng vì còn nhỏ nên mặt có chút thịt, trông khá ngây thơ đáng yêu. Khác với tính cách lạnh lùng của Loan Ảnh, Bạch Nhàn hồn nhiên ngây thơ như bao cậu bé cùng tuổi thậm chí còn hơi lắm lời. Cậu bé rất thích tiêu giác, mặc dù loan ảnh đã cảnh cáo nhiều lần về việc phải biết tôn ti, không thể làm càn, nhưng bạch nhàn chẳng bao giờ nhớ. Tiêu giác cũng không để ý đến chuyện đó, mỗi khi loan ảnh không nhìn thấy, bạch nhàn đều tìm cách bám lấy anh. Bạch nhàn liếc thấy túi thơm trong tay tiêu giác, mắt cậu rất tinh, trong bóng đêm vẫn có thể nhìn rõ hình thiêu trên lớp vải lót, thốt lên. À, mặt trăng thêu thật đẹp, mặt trăng. Tiêu giác ngạc nhiên. Bạch Nhàn trả lời rất tự tin. Thiếu gia, nhìn xem, màu vàng, cong cong, chắc chắn là mặt trăng rồi. Cậu lại gần hơn, kiễm chân lên để quan sát túi thơm trong tay tiêu giác, tấm tắc khen. Đây là vài lót màu đen, tượng trưng cho đêm tối, còn mặt trăng theo phía trên, là mặt trăng trong đêm, đại diện cho thiếu gia, ngày chính là mặt trăng giữa đêm, trói mắt, lóa mắt. Cậu nhóc nói xong đầy hào hứng, rồi thì thầm hỏi. Thiếu gia, có phải cô nương tặng ngài không? Tiêu giác anh hơi ngượng ngùng, thu túi thơm lại. Không phải, sao lại không phải chứ? Bạch Nhàn nghi ngờ. Nếu không phải cô nương, làm sao nam tử có thể thêu đẹp thế này? Tiêu giác tự hỏi, liệu có phải Bạch Nhàn mới là em ruột của họ Yến, vì họ có cùng quan điểm về cái đẹp giống nhau đến lạ? Bạch Nhàn còn định hỏi thêm, đột nhiên có tiếng gọi vang lên phía sau. Bạch Nhàn. Bạch Nhàn giật mình, nhanh như chấp trốn sau lưng tiêu giác. Mẹ, con chỉ đi ra ngoài chút thôi, vừa gặp thiếu gia mà. Loan ảnh kéo tay cậu bé, lôi ra từ sau lưng tiêu giác. Nói bao nhiêu lần là không được quấy giày thiếu gia, sao đứa trẻ này không hiểu chuyện nhỉ? Thiếu gia, xin lỗi, tôi sẽ đưa nó về ngay. Loan ảnh kéo bạch nhàn đi, để lại tiêu giác một mình trên cánh đồng. Ánh trăng chiếu xuống cánh đồng đen, đất bùn phủ xương trắng, như tuyết ven sông Lương Châu, tràn ngập một nỗi buồn thanh đạm. Ánh trăng vô tình sáng tỏ, giấc mộng hữu tình, anh mỉm cười, xoay người định đi, bỗng nhiên dừng bước, như nhớ ra điều gì, ngước mắt lên. Trong ký ức, tiếng cười vui trong đám đông, trên đài cao, có cô nương che mặt dưới chiếc mặt nạ, nói những lời nhàn nhạt. Bí mật cuối cùng, nàng nhón chân, tiến gần cầm anh, giọng nói nhẹ nhàng. Ta thích mặt trăng, mặt trăng không biết, ngày vào cung nhanh chóng đến, Tiêu Cảnh và Bạch Mộ Vi cũng vào cung cùng nhau, biết rằng Hòa Yến không đi cùng họ mà đi với Lâm Song Hạc khiến họ có chút ngạc nhiên. Tuy vậy, hai người họ rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, không hỏi nhiều, đợi đến khi xe ngựa của Lâm Song Hạc đến, họ tiến Hỏa yến lên xe ngựa, dặn dò sẽ gặp lại trong cung. Lâm Song Hạc ngồi trong xe ngựa, đung đưa cây quạt, nói. Hoài Cần chắc sợ ngươi và Như Bích Huynh nếu không đi cùng nhau, chúng ta là bạn cũ, đi cùng cũng thoải mái hơn. Anh lại quan sát Hòa Yến, cảm thán. Hoài Cần không thể về hôm nay thật sự là thiệt thòi cho hắn, Hòa muội muội mặc nam trang hoa lệ này, khí khái anh hùng hừng hực. Nếu cùng ta vào cung, hôm nay trong đám văn võ bá quan, không ai có thể cướp đi ánh hào quang của hai chúng ta. Hỏa Yến nghĩ đến việc khác, qua loa đáp lại hai tiếng. Lâm song hạc thấy thế, tưởng nàng lo lắng khi vào cung, chân an. Đừng sợ, hòa muội muội có ta đây. Trong cung ta rất quen, người có thể đi ngang, chỉ cần không giết người phóng hỏa, đều có thể tìm ra ra của ta giải quyết. Anh nói chuyện khéo léo, dễ dàng, liền kéo cả Hỏa Yến theo. Xe ngựa đi nhanh, không biết đã bao lâu, cuối cùng đến cửa cung. Thị vệ trước cung đã quen với xe ngựa của Lâm Song Hạc, Lâm Song Hạc và Hỏa Yến xuống xe ngựa, theo hướng dẫn của cung tùy tùng đi vào. Đây là lần đầu tiên Hỏa Yến vào cung, nếu là kiếp trước, nàng hẳn sẽ hồi hộp vì sắp gặp thiên tử, được phong thưởng. Nhưng đã trải qua cái chết, nàng hiểu rằng danh vọng và phú quý chỉ là phù vân. Bây giờ nàng vào cung không phải vì tương lai mà vì một món nợ của kiếp trước. Vòng qua hành lang dài và hoa viên trong cung, đi qua tiền điện, buổi yến tiệc của vua lần này đơn giản là để khánh công. Người đến đều là quan lớn trong triều, như Lâm Song Hạc, cũng có thể vì quan hệ với Lâm Thanh Đàm và Lâm Mục mà trà trộn vào. Trong tiền điện đã có không ít người, Hòa Yến nhìn quanh, không thấy bóng dáng vợ chồng tiêu cảnh. Lâm Song Hạc thì thầm. Chúng ta đi đường gần, như Bích Huynh có lẽ đi đường lớn, nên đến muộn chút. Không sao, Hòa huynh, ta sẽ ở bên ngươi, khi có người đến chào hỏi, ta sẽ giới thiệu ngươi để ngươi kết bạn với vài người. Vừa dứt lời, có người gọi, "Lâm Song Hạc." Nhưng người này không phải đến để kết bạn với Hỏa Yến, mà là Yến Hạ. Yến Hạ mặc quan phục, bên cạnh là nữ tử dịu dàng xinh đẹp, tuy dung mạo không quá xuất sắc nhưng rất dễ nhìn. Nàng cúi đầu chào Lâm Song Hạc, "Lâm công tử, đây là vợ của Yến Hạ, Hạ Thừa Tú. Yến Hạ làm việc tùy ý, trước mặt bao người." nắm vai Hạ Thừa Tú, nói với Hỏa Yến. Thừa Tú, đây là người mà ta nói với nàng, cũng ghét Hòa Như Phi như ta. Nhưng bây giờ là người của Tiêu Hoài Cẩn. Hắn nhìn Hòa Yến. Ngươi có muốn cùng ta làm việc không? Không đợi Hòa Yến trả lời, Lâm Song Hạc liền dứt khoát. Không được, chuyện này đương nhiên phải theo đến cùng, sao có thể giữa chừng thay người. Yến Hạ không hiểu. Chuyện này cũng cần theo đến cùng sao? Chẳng lẽ ngươi là kẻ nay tần mai sở? lâm song hạc nhìn hạ thừa tú chị à ta lo cho ngươi hạ thừa tú yến hạ giận dữ lâm song hạc ngươi im miệng có kiểu khích bác như vậy sao lâm song hạc ngươi biết là tốt rồi yến hạ hùng hồ kéo hạ thừa tú đi lâm song hạc mới thở phào nhẹ nhõm vừa định hỏi hòa yến đã thấy nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm về một hướng lâm song hạc nhìn theo ánh mắt nàng thấy không xa có người đang nói chuyện đứng ở giữa là một nam nhân trẻ tuổi nhã nhận tuấn tú không xa lạ gì đó là hàn lâm học sĩ hứa chi hằng lâm song hạc có chút khó chịu hòa yến nhìn chằm chằm như vậy không biết còn tưởng nàng thích hứa chi hằng nhưng hứa chi hằng đã có vợ hơn nữa về nhã nhận tuấn tú sở chiêu cũng không kém so với sở chiêu hứa chi hằng còn kém xa chẳng lẽ không có được sở chiêu nên tìm thế thân trong đầu lâm song hạc đầy mối nghi ngờ bên kia hứa chi hằng dường như cũng phát hiện có người nhìn mình anh theo ánh mắt nhìn lại, thấy Hỏa Yến là khuôn mặt lạ, chưa từng gặp nhưng lại nhận ra Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc không có chức quan, nhưng Lâm Thanh Đàm và Lâm Mục trong chiều rất biết làm người, trong chiều quan hệ với Lâm gia khá tốt, ít nhất không chủ động trở mặt. Thấy Lâm Song Hạc nhìn mình, hứa chi hằng có chút ngạc nhiên, sau đó tạm biệt bạn đồng sự, đi về phía Lâm Song Hạc. Lâm Huynh Anh dừng bước trước mặt Lâm Song Hạc, giọng ôn hòa. Đã lâu không gặp. Lâm Song Hạc nhận biết hứa chi hằng, nhưng chỉ là nhận biết, không quen thuộc. Tuy nhiên, anh khéo léo, liền thuận thế nói. Đúng vậy, đi Lương Châu một vòng, vẫn thấy sóc kinh của chúng ta tốt hơn. Đúng rồi, đây là huynh đệ ta quen ở Lương Châu. Hỏa Yến ngẩng đầu nhìn hứa chi hằng, lần trước nàng. Trông thấy. Hứa chi hằng, đã là chuyện hơn hai năm, gần ba năm trước. Trong ký ức của nàng, hứa chi hằng là người ôn nhu, quan tâm, ít nhất vẻ bề ngoài hoàn toàn có thể lừa được người như một công tử tuấn mỹ nhưng bây giờ nhìn lại không biết có phải do tâm sinh tướng hay không mà vẻ ngoài của Hứa Chi Hằng đã trở nên cay nhiệt không ít anh gầy đi nhiều quan bào vốn rộng giờ càng làm anh trông hơi còng xuống vì quá gầy trên mặt cũng xuất hiện dấu hiệu già trước tuổi ngay cả khi cố gắng nở nụ cười trông cũng cứng ngắc Hứa Chi Hằng cũng đang đánh giá người trước mặt trước mặt anh là một thiếu niên cực kỳ thanh tú giữa lông mày toát lên khí khái hào hùng Mặc trường bào cổ tròn màu đỏ, tôn lên môi hồng răng trắng. Bên hông là đai lưng màu đen, làm nổi bật thân hình xinh đẹp. Đôi mắt rõ ràng là ôn nhu, nhưng ánh nhìn lại sắc bén. Thiếu niên này từ xa đã thẳng thắn nhìn chằm chằm anh, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt lại chứa đầy cảm xúc, lạnh như băng, âm u, như nhìn thấu tất cả ngụy trang của anh, khiến tim anh đập nhanh. Hứa Chi Hằng không thoải mái với ánh mắt này, quay sang hỏi Lâm Song Hạc. "Vị này là hứa đại nhân đừng xem thường tiểu huynh đệ này bây giờ đã được bệ hạ phong là võ an lang tên là hỏa yến sau này sẽ là đồng liêu của chúng ta hứa chi hằng vốn đang mỉm cười nghe lâm xong hạp nói nhưng khi nghe đến đoạn sau nụ cười chợt tắt hỏi trung nhân đời đó... này và đời trước đây là lần đầu tiên hỏa yến nhìn thấy văn tuyên đế văn tuyên đế đã đến tuổi biết thiên mệnh nhưng thoạt nhìn ông còn trẻ hơn tuổi của mình khuôn mặt ông hồng hào sáng sủa dù mặc long bào màu vàng sáng nhưng không uy nghiêm như Hòa yến tưởng tượng, ngược lại còn rất hòa nhã và hiền lành, giống như một người trưởng giả thân thiết. Ông cũng không phô trương, sau khi đến, ngồi lên chỗ cao, ra hiệu cho các quan không cần câu nệ. Ngồi bên cạnh văn tuyên đế là Trương Hoàng Hậu. Trương Hoàng Hậu và văn tuyên đế là vợ chồng chưa lâu, gia thế hiền hách, trước đây do tiên hoàng làm chủ thành thái tử phi. Bà có một con trai và một con gái, chính là thái tử Nhiễm Duyên và công chúa Ngọc Ve công chúa Ngọc Ve đã xuất giá, gần đây sức khỏe không tốt, hôm nay không đến dự yến tiệc trong cung. Ngồi dưới tay Trương Hoàng hậu là Quý Phi Lan Phi, Lan Phi tuổi tác tương đương với Trương Hoàng hậu, dung mạo không bằng sự đoan chính thanh nhã của Trương Hoàng hậu, trông có vẻ gầy yếu. Tính tình ôn hòa, không tranh giành, sinh ra tứ hoàng tử nhiễm sóc. Ngũ hoàng tử nhiễm cắt được ma ma dắt, đứng cạnh hai anh trai. Mẫu thân của cậu là nghe quý nhân, rất trẻ trung và kiều diễm, tính tình cương nghị và bướng bỉnh, vốn là con gái của một quan nhỏ ở địa phương. Sau khi mang long thai, bà thăng tiến nhanh chóng như diều gặp gió. Nhưng văn tuyên đế chê bà có tính cách kiêu ngạo, không tăng thêm vị cho bà. Gần hai năm qua, nghe quý nhân cũng biết điều hơn. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử vốn là một cặp song sinh, con của một cung nữ trong cung may mắn được văn tuyên đế sủng ái. Đáng tiếc, việc sinh đôi vốn đã khó khăn, khi sinh, Cả ba mẹ con đều không qua khỏi. Văn Tuyên Đế không có nhiều con cái, hoàng gia đông đúc đôi khi không phải là điều tốt. Vị trí chỉ có một, nhiều người tranh giành, khó tránh khỏi sinh lòng đố kỵ, có người sinh ra ý đồ khác. Hiện tại Ngũ hoàng tử nhiễm cát còn nhỏ, người có khả năng kế vị chỉ có Thái tử nhiễm duyên và tứ hoàng tử nhiễm sóc. Trương hoàng hậu có thế lực mạnh từ nhà mẹ đẻ, thái tử lại là dòng dõi chính thống, Lan quý phi thì không tranh giành, nên việc thái tử kế vị là điều tự nhiên không có gì đáng trách. Nhưng thái tử nghiễm duyên vô tài vô đức, trong chính sự không có thành tích, nhà cửa lộn xộn, chỉ biết vui chơi. Trong khi đó, tứ hoàng tử nghiễm sóc lại tái đức vẹn toàn, thiên phú xuất chúng, tính tình ôn hòa và trong sạch. Thái tử không thể chấp nhận tình cảnh này, trong khi tứ hoàng tử lại tài giỏi như vậy, dễ dàng khiến người khác động lòng. Trong hậu cung có ba nghìn mỹ nữ, nhưng văn tuyên đế lại yêu nhất Lan Quý Phi. Dù Lan Quý Phi không tranh giành, nhưng không ai trong hậu cung dám xem thường nàng, dần dần, triều đình chia thành hai phe. Một phe ủng hộ nghiễm duyên, phe còn lại muốn văn tuyên đế lập nghiễm sóc làm thái tử. Hỏa Yến vẫn nhớ rõ, khi còn ở Lương Châu, từng nghe người ta nói rằng thái tử không thích tiêu giác. Tiêu giác mang binh đến Lương Châu vệ, ngoài việc tránh khỏi từ kính phủ, thái tử cũng góp phần vào việc này. Nói cách khác, từ kính phủ và thái tử nghiễm duyên có thể là một phe. Trong lòng nàng suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngũ Hoàng tử Nhiễm Cắt năm nay mới 5 tuổi, văn tuyên đế không thích tính tình kiêu ngạo của nghề quý nhân, bèn giao con trai cho Lan Quý Phi nuôi dưỡng. Nghề quý nhân rất tức giận, nhưng không thể làm gì. Nhiễm Cắt được Lan Quý Phi nuôi dưỡng lâu, trở nên rất thân thiết với Nhiễm Sóc. Lúc này, Nhiễm Cắt ngồi bên cạnh, kéo tay áo Nhiễm Sóc, nhỏ giọng nói. Tứ ca, Phụ Hoàng nói hôm nay có việc vui muốn công bố, là việc vui gì vậy? nhiễm sóc mỉm cười với cậu ta cũng không biết chờ một lát sẽ gió nghe cuộc đối thoại nhiễm duyên cười lạnh tứ đệ phụ hoàng yêu quý ngươi như vậy ta tưởng ngươi biết hết mọi bí mật chứ sao lần này không báo trước cho ngươi thái tử thường khiêu khích nhưng nhiễm sóc không để tâm vẫn ôn hòa đáp điện hạ đùa rồi những xung đột ngầm này tự nhiên bị người hữu ý nhìn thấy văn tuyên đế ngày càng lớn tuổi một số việc sớm muộn gì cũng sẽ đến Hỏa Yến ngồi ở chỗ của nam giới, gần lâm song hạc và tiêu cảnh, cách Yến hạ một chút. Hỏa Như phi ngồi xa hơn, nàng có thể cảm nhận ánh mắt Hứa Chi hằng âm thầm quan sát mình. Hỏa Yến thấy Sở Chiêu hôm nay hắn không chào hỏi nàng, vẫn ôn hòa nói chuyện với người khác, nhưng đối với Hỏa Yến lại như người xa lạ. Nàng không quan tâm, nhưng hôm nay Sở Chiêu có vẻ kỳ lạ. Yến tiệc bắt đầu chưa bao lâu, Trương Hoàng hậu mở miệng cười nói: "Hôm nay là một ngày tốt lành." Cũng sắp đến trung thu, bản cung muốn nhân dịp hôm nay làm chuyện tốt. Mọi người bên dưới nhìn nhau, nhớ lại trận chiến trước đây giữa Nhuận Đô và Tế Dương, đại ngụy đánh bại ô thác. Hôm nay vốn là tiệc ăn mừng, nhưng nhân vật chính tiêu hoài cần vẫn chưa đến. Nếu muốn khen ngợi Hòa Như Phi, thì trận chiến hoa nguyên của Hòa Như Phi không thật sự xuất sắc. Lúc này nếu phong thường, không những không làm người ta cảm thấy vinh quang, mà còn bị coi là nhục nhã. Thạch Tấn Bá Trương hoàng hậu cười nói: "Tứ công tử nhà quý phủ, giờ cũng đến lúc cưới vợ rồi." Sở Lâm Phong khẽ giật mình, đứng dậy, vội nói: "Chính phải." Sở Chiêu cũng đứng dậy theo. "Sở Tử Lan, bản cung biết ngươi và Phinh Đình, con gái từ đại nhân quý phủ, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Phinh Đình là do bản cung nhìn lớn lên, ngươi cũng là đứa trẻ mà bản cung rất thích. Hai người các ngươi thật sự là một đôi trời định, hôm nay bản cung sẽ làm việc tốt này." Gà Phinh Đình cho ngươi, thế nào? Hôm nay Từ Phinh Đình không có mặt tại bữa tiệc, chỉ có Sở Chiêu nghe vậy, quỳ xuống nói. Đa tả Hoàng hậu nương nương nâng đỡ, vi thần vô cùng cảm kích. Từ Kính phủ cũng cười nhận chỉ, cúi người cảm ơn. Yến tiệc lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người xung quanh bắt đầu chúc mừng Sở Lâm Phong và Từ Kính phủ. Sở Lâm Phong rất đắc ý, hắn có bốn con trai, ba đứa kia đều dung mạo bình thường, Tài Hoa cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có đứa này, thân mẫu là người từ thành nhỏ, nhưng dung mạo xuất sắc, còn có thể làm thông gia với thừa tướng, nếu nói ra, thật là vinh hạnh lớn. Sở Chiêu cũng mỉm cười cảm ơn, nhưng Hòa Yến nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, cảm thấy không thật sự vui vẻ. Mặc dù nàng và Sở Chiêu không ở chung nhiều, nhưng người này thường cười, giờ lại giả vờ cười, không còn rõ ràng như trước. Đáng thương, Lâm Song Hạc thì thào. Lúc này một câu nói đã định cả đời, chẳng khác gì con dối. Hỏa Yến nghiêng đầu nhìn hắn, lâm song hạc tự biết nói hỡ, vội cười nói. Khổ, Hòa Huynh, Hoàng hậu nương nương mới nói, hai người họ là thanh mai trúc má, tự nhiên nên ở bên nhau. Hỏa Yến không nói gì, sở chiêu và từ kính phủ quan hệ là thầy trò, nhưng nhiều lúc sở chiêu phải dựa vào từ kính phủ. Hắn đã chọn con đường này, tất nhiên phải đánh đổi, chẳng hạn như tự do. Mỗi người có lựa chọn riêng, nàng cảm thấy đồng cảm với Sở Chiêu, nhưng đây không phải là do Sở Chiêu tự quyết định sao? Vì việc vui này, yến tiệc trở nên náo nhiệt hơn. Văn Tuyên Đế thấy vậy, cười nói, "Đã như vậy, hôm nay chấm cũng làm việc tốt." Mọi người trong tiệc kinh ngạc, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại có một việc vui nữa? Hôm nay họ phải chứng kiến hai việc vui, đã là bệ hạ hoàng hậu tự mình ban hôn, tất nhiên không phải nhân vật nhỏ. Mắt nhiễm cắt sáng lên, nhìn nhiễm sóc. Tứ ta, lần này là ban hôn cho ai? Thái tử cũng cảm thấy kỳ lạ, chuyện từ phinh đình và sở tử lan, hắn biết rõ. Từ phinh đình xinh đẹp, thái tử còn thấy tiếc nuối, nhưng hắn biết mình đã có thái tử phi, mà từ kính phủ sẽ không để con gái mình làm chắc phi. Về phần sở tử lan, cũng là người hắn cần thu phục, nên chỉ có thể để từ phinh đình tiện nghi sở tử lan. Hiện tại văn tuyên đế sắp ban hôn nhân hắn không hề hay biết chút nào lương châu về hỏa yến đang ở đâu nghe câu nói này mọi người đều kinh ngạc lâm song hạc nhìn về phía hỏa yến làm sao hỏa yến không hề lo lắng đứng dậy thoải mái tiến lên quỳ xuống trước văn tuyên đế thảo dân hỏa yến kính chào bệ hạ văn tuyên đế cười nói ngươi là võ an lang do chấm phong sao có thể tự xưng là thảo dân hỏa yến đáp vi thần biết lỗi Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi trong tiệc, nghe tên này, đồng loạt nhìn vào thiếu niên trong biển. Yến Hạ nhíu mày, thầm nói. Đây là màn kịch gì? Sở chiêu âm thầm nắm chặt chén trà trong tay, bên kia trầm mộ tuyết ngồi ở chỗ nữ quyến, cúi đầu, thần sắc ảm đảm không rõ. Nhiễm cắt hỏi. Người này là ai vậy? Nhiễm sóc lắc đầu, cái tên Hòa Yến quá xa lạ, thiếu niên này họ chưa từng gặp qua. Chỉ có. Võ An Lang. Còn có chút ấn tượng tựa như trước đây ở Lương Châu Vệ, thuộc hạ của Tiêu Giác, cùng Tiêu Giác lập công. Chấm biết rõ, ngươi trước đây cùng phong vân tướng quân đến Tế Dương và Nhuận Đô, khi nhận đạt một tử tấn công Lương Châu Vệ, ngươi cũng có mặt. Trận thủy chiến Tế Dương và giữ thành Nhuận Đô đều là do ngươi nghĩ kế. Ngươi tuổi trẻ mà có dũng có mưu, rất đáng khen. Chấm nghĩ, một chiếc võ an lang là quá thấp, không bằng phong ngươi làm hầu tước, từ nay ngươi là vũ an hầu. Chuyện này, các triều thần nhìn nhau từ một vô danh tiểu tử được phong hầu vị, mà không có ai đề cử, thật là kỳ lạ. Dù cho phi hùng tướng quân năm đó, trong nhà cũng có người làm quan. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, mà vừa đến đã lợi hại như vậy. Họ không thấy tấu trương, nên không biết tấu trương từ Tế Dương và Nhuận Đô Trình lên, tỉ mỉ nói về vai trò quan trọng của Hòa Yến trong chiến dịch. Văn tuyên đế rất thích người tài, nhất là người trẻ tuổi. Điều này khiến hắn nghĩ đến những thiên tài trong văn thơ, đối với thiên tài, thế tục và quy củ cũng là trói buộc. Vi thần, ta ơn bệ hạ long ân. Hỏa yến cúi người quỳ thẳng, trong lòng cũng bình tĩnh không thôi. Tiểu tử này gặp vận may gì vậy? Yến hạ uống một hơi cạn chén trà, phiền muộn nói. Thăng tiến nhanh hơn ta. Lâm song hạc thật lòng vui mừng cho hỏa yến, mặt cười rạng rỡ Không thể. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột chen vào, hỏa yến quay đầu, thấy một khuôn mặt lạ xuất hiện ở chỗ nam quyến hỏa yến chưa từng gặp người này nhìn quan niên kỳ cũng không lớn mặc quan bào nam tử này giữa lông mày ẩn hiện vẻ vội vàng vẩy áo bước lên trước quỳ xuống trước văn tuyên đế bệ hạ không thể phong hắn hầu vị tiểu tử này là kẻ lừa đảo hắn không phải nam nhân mà là nữ tử như câu nói này vẫn chưa đủ gây kinh ngạc người này giơ tay lên rút cây châm gỗ buộc tóc của hỏa yến lập tức mái tóc dài xóa xuống khuôn mặt vốn đã đẹp, lúc này càng tươi đẹp như nữ tử. Thiếu niên quỳ trong điện, thần sắc bình tĩnh, không hề bối bố rối. Nhưng đám người vây xem, như nước sôi đun nóng, lập tức trở nên ồn ào. Chuyện gì xảy ra, thật sự là nữ tử. Không phải nói là Lương Châu Vệ sao, Lương Châu Vệ còn có nữ tử. Rốt cuộc có phải nữ tử không, đây chính là tội khi quân. Ở chỗ ngồi, sở chiêu nhìn chăm chú vào bóng lưng thiếu nữ, tay trong tay áo âm thầm nắm chặt thành quyền. Yến Hạ không chịu nổi, đứng bật dậy, la lên. Làm sao có thể? Lâm song hạc khi người kia nói ra hai chữ. Không được. Trong lòng đã có sự cảm xấu, đợi hắn nói ra hai chữ. Nữ tử. Suýt nữa thì mắt tối sầm lại. Nhưng hắn vẫn kiên trì, lúc này, nếu không cẩn thận sẽ bị coi là đồng bọn. Tội phi quân. Lâm mục đè tay hắn, ra hiệu đừng loạn, lâm song hạc giật giật môi, nhanh chóng tính toán trong đầu, làm sao để lừa dối chót lọt. Cứ khăng khăng rằng chỉ là nam sinh nữ tướng, không có khả năng, đến trình độ này, các ma ma trong cung chỉ cần kiểm tra sơ qua sẽ rõ chân tướng. Nói thẳng rằng Hòa yến đầu óc không tốt, nghĩ mình là nữ tử hồ môn loạn ngữ. Điều này cũng không đúng, nếu đầu óc không tốt, làm sao có thể lừa được nhiều người như vậy. Từ trước đến nay hắn luôn có nhiều ý nghĩ xấu, nhưng giờ phút này, lại không nghĩ ra cách nào, vội vò đầu, không biết phải làm sao. Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi ngồi ở các vị trí khác nhau, nhưng thấy tình cảnh này, cũng không khỏi chấn động, suýt nữa kêu lên sợ hãi. Việc Hòa Yến, giả Nam Trang, nhập quân doanh, lập công, thậm chí được phong hầu, từng việc từng việc một, làm sao còn có thể gọi là ngẫu nhiên, nếu có kiếp sau, làm cũng không thể như vậy. Hứa Chi Hằng trột giả không yên, thân thể phát run, nếu không phải văn tuyên đế và một đoàn người ở đây, hắn có lẽ đã bỏ trốn mất dạng. Hỏa yến này, rốt cuộc là ai? Không ai ngờ rằng việc phong thường lại xảy ra chuyện như vậy, văn tuyên đế nhìn hỏa yến. Võ An Lang, ngươi nói sao? Vi thần thật sự là nữ nhi. Hỏa yến nói. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, vi thần không dám giấu giếm. Thẳng thắn thừa nhận như vậy, quần thần xôn xao. Trầm mộ tuyết ngồi ở khu vực nữ quyến, bình tĩnh nhìn chén trà nhỏ trước mặt, như thể không thấy cảnh nháo kịch này, nhưng nhìn kỹ lại, đầu ngón tay nàng đang run rẩy. Hạ thừa tú ngồi bên cạnh, thấy trầm mộ kết như vậy, hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì. Trương Hoàng hậu cũng không ngờ chuyện này xảy ra, thần sắc hiện vẻ bất ngờ. Nhưng thấy văn tuyên đế không có vẻ giận dữ, chỉ cúi đầu nhìn hỏa yến, một lát sau, mới nghe thấy tiếng thiên tử vang lên trong điện. Thật ra, việc võ An Lang là nữ tử chấm đã biết từ lâu. Trầm mộ tuyết bỗng nhiên ngừng đầu, chuyện này sao có thể? Lâm song hạc cũng ngây người, các triều thần càng không biết làm sao, chuyện này thay đổi bất ngờ, còn hơn cả trò vui. Đầu tiên là lộ ra võ An Lang là nữ tử, giờ hoàng thượng lại nói đã biết từ lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở chiêu nhíu mày, đột nhiên nhìn từ kính phủ bên cạnh, thấy từ kính phủ mặt mỉm cười hòa ái, không có vẻ kinh hãi, lòng hắn chấp động, như nhìn thấy manh mối trương hoàng hậu mở miệng phá vỡ sự im lặng bệ hạ lời ngài ý là bên ngoài nội thị cao giọng nói phong vân tướng quân đến hỏa yến trong lòng khẽ động tiêu giác sao lại tới hắn không phải đã ra khỏi thành hôm nay không đến sao văn tuyên đế cười chuyện gì xảy ra để tiêu ái khanh tự mình nói thôi hỏa yến trong lòng chấn động chuyện này không giống như nàng dự đoán tiêu giác sao lại bị cuốn vào. Nàng rõ ràng không nhắc đến tiêu giác, sao lời văn tuyên đế nói lại có liên quan đến tiêu giác. Có người bước vào điện. Đồ đốc trẻ tuổi mặc chiều phục đen theo kim tuyến, phong thái như tháng ba mùa xuân mới liễu, trước gió nhẹ lay. Rõ ràng là một võ phu trên chiến trường, nhưng toàn thân không thấy chút thô bỉ, tự phụ yêu nhã như quý công tử trong thành sóc kinh, khiến các bách quan ở đây phải tôn trọng hơn. Trầm mộ tuyết chăm chú nhìn tiêu giác, Tiêu Giác đi đến bên cạnh Hỏa Yến, cúi người quỳ lễ, từ góc độ bách quan nhìn vào, hắn và Hỏa Yến giống như đôi tân hôn cùng nhau hành lễ. Ái Khanh bình thân. Văn Tuyên Đế nhìn thoáng qua Hỏa Yến. Võ An Lang, ngươi cũng đứng lên đi. Hỏa Yến và Tiêu Giác đứng dậy. Lâm Song Hạc nắm chặt cây quạt trong tay, suýt nữa làm gãy. Hắn biết Tiêu Giác chắc chắn sẽ xuất hiện và sẽ bao che khuyết điểm, nhưng làm sao để Hỏa Yến toàn thân trở ra? hòa cô nương là vị hôn thê của vi thần. Hắn nói, vì sợ lần này đi Lương Châu, chiến tranh vô thường, không đành lòng phân ly, mới mang nàng theo. Chỉ không ngờ hòa cô nương thông minh dũng mãnh lấy thân nữ tử lập công không thua gì nam tử. Hoài Cần không dám lừa gạt bệ hạ, đã mật tấu chân tướng với hoàng thượng từ lâu. Văn tuyên đế cười ha ha, dường như thấy tiêu giác rất thú vị, lắc đầu thở dài. Chấm vẫn nghĩ tiêu ái khanh cả đời này không định lấy vợ, không ngờ còn có thể thấy cây vạn tuế nở hoa một ngày. Theo chấm thấy, trong thiên hạ này, nam tử tình sâu nghĩa nặng như tiêu ái khanh, thật không nhiều. Đã mật tấu với văn tuyên đế từ sớm, hỏa yến sững sờ, chuyện này xảy ra từ khi nào? Nàng làm sao không biết, dù đang ở trên điện, nàng vẫn không nhịn được nhìn tiêu giác, ánh mắt yên tĩnh của hắn không lộ ra chút đầu mối nào. Đúng vào lúc này, lại có âm thanh nữ tử sắc nhọn chen vào. Nói dối, trầm mộ tuyết ngồi ở chỗ nữ quyến, nhìn hòa yến với ánh mắt như mũi dao, gần như muốn xuyên qua nàng. Giọng nàng không còn ôn nhu như trước, giống như chậu nước sôi, vừa sắc nhọn vừa khan giọng. Tiêu đồ đốc khi nào có vị hôn thê như vậy, vì sao chúng ta không biết? Người trong thành sóc kinh đều biết chuyện của trầm mộ tuyết, nhưng nghĩ lại, tiêu giác khi nào có vị hôn thê như vậy, làm sao không ai biết? Tiêu giác lạnh lùng nhìn nàng. Trầm mộ tuyết không nhịn được dùng mình nàng thực sự không phải vị hôn thê của ta hỏa yến khẽ giật mình sau một khắc giọng nói trầm của thanh niên vang lên mang theo sự khẳng định không thể nghi ngờ là người trong mắt ta trong lòng ta lý trung nhân của ta nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn